Ta xây gia viên trên lưng huyền vũ chương 1365, giá của một lần bói toán. Nguyệt Thấm Di cũng không dám kinh thường, dù hiện tại quốc vương Hải Đinh là một con hùng sư đang nghỉ ngơi, nhưng nếu đám người kỵ sĩ trưởng dám tùy ý làm bậy, rất có thể bọn họ sẽ không chiếm được kết quả gì tốt. Nguyệt Thấm Di không hề dừng lại, xoay người rời khỏi thiên điện. Cô đi được hai bước, từ khóe mắt đã thấy được một thị nữ đang đứng cách đó không xa nghe lén. Thị nữ thấy Nguyệt Thấm Di đi ra, vội vàng kích động cúi người xuống, làm bộ như đang dọn dẹp mặt đất. Nguyệt Thấm Di quay đầu lại nhìn vào trong điện, quốc vương Hải Đinh vung tay áo một cái, ra vẻ ta sẽ xử lý chuyện này. Lúc đó, Nguyệt Thấm Di mới thức tha nện bước rời đi. Sau khi cô rời khỏi hậu điện, trở lại nơi ở của mình ở thiên điện, tiếp theo chỉ đơn giản thu thập vài món quần áo, rồi im lặng chờ đêm tối buông xuống. Trước tiên, cô phải tới tìm Nghi Luân, nhờ hắn tính toán xem vị trí trước mắt của Bạch Sương, tránh cho mù quán đi tìm lung tung. Ai? Nguyệt thấm di giật giật khóe mắt, bày ra biểu cảm sắp mất nhiều máu đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm tối rất nhanh buông xuống. Nguyệt thấm di mặc vào một kiện áo tròn màu đen, dung nhập vào bóng đêm rời khỏi thiên điện. Cô tránh đi người giám sát âm thầm do kỵ sĩ trưởng sắp xếp, thuận lợi rời khỏi hoàng cung. Cô xuyên qua một ngã tư đường được trùng kiến khá tốt, đi tới bên ngoài một khu nhà gỗ hai tầng cách hoàng cung không xa tới đây, Nguyệt Thấm Di nhìn quanh bốn phía một vòng, không thấy ai theo dõi, mới nâng tay gõ vang cửa phòng theo tiết tấu bí mật. Hai ngắn, ba dài, hai ngắn. Cách một hồi, cửa gỗ bị mở ra từ bên trong. Người mở cửa chính là cô bé 12 tuổi buộc hai lọn tóc đuôi ngựa. Phong Khe nghiêng người, sắc mặt của cô bé bình tĩnh ngây thơ nói. Tiểu thư thấm di đến đây, mau vào đi. Cô là người hầu của Nghi Luân, cũng là người thân cận nhất của hắn sắc mặt Nguyệt Thấm Di không thay đổi, cô chắc rằng Phong Khê đã đoán được cô sẽ đến nên mới đừng chờ sẵn ở đây. Cô đi theo người hầu nhỏ bước vào trong phòng, sau đó tiếp tục leo lên lầu 2, thấy Nghi Luân đang nằm trên ghế dựa. Nghi Luân là một người đàn ông, đầy đầu tóc bạc, chồng râu được tết thành hơn 10 bím nhỏ. Ngồi đi. Nghi Luân mở miệng khàn giọng nói. Nguyệt Thấm Di lắc đầu, lạnh lạnh nói. Ta không ngồi, tới tìm ngươi chỉ muốn biết trước mắt công chúa Bạch Sương đang ở nơi nào. Ngươi biết quy củ chứ? Nghi Luân từ tốn mở miệng. Ta biết. Nguyệt Thấm Di đưa tay từ trong lớp áo bào rộng thùng thình xuất ra một gói to, đưa cho người hầu nhỏ đang đứng bên cạnh. Phong Khê mở gói to ra rồi nhìn thoáng qua, tiếp theo cô bé quay đầu lại gật đầu với Nghi Luân. Trong gói to đó chứa một viên tinh thạch ma thú cấp 9, đây là mức giá cho một lần bói toán. Nguyệt Thấm Di cắn răng, trong lòng cô đang âm thầm nhỏ máu. Nghi Luân ngẩng đầu, hai tròng mắt đang đục ngầu, bỗng trở nên trong sáng, hình như còn có những vì sao đang xoay tròn bên trong. Qua hơn 10 phút, hắn mới từ tốn mở miệng. Băng qua biển Hải Đinh, hướng về phía kênh Sương Mù, nửa tháng sau ngươi sẽ tới rất gần, rất gần cô ấy. Phải rời bến. Nguyệt thấm di nhíu mày. Đúng. Nghi Luân gật đầu. Hắn ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp khuyến mãi cho ngươi thêm một lời tiên đoán, cũng tại nơi đó, ngươi sẽ gặp được người thân thiết nhất của mình. Gặp được người thân thiết nhất. Nguyệt Thấm Di cực kỳ sửng sốt. Cô vội vàng gấp giọng nói. Lời này có ý gì? Không thể tiết lộ quá nhiều. Nghi Luân lắc đầu, rồi ngậm miệng không nói gì nữa. Nguyệt Thấm Di khẽ cắn môi, bàn tay cô nắm vào rồi lại buông ra, tiếp theo cô không tiếng động thở dài một tiếng, và xoay người rời đi rầm rầm. Gió biển thông thả thổi, bên ngoài kênh sương mù, đang có hai chiến thuyền dài chừng 50 mét dừng lại đây. Trên mũi nhọn của cột bùn có treo một lá cờ màu đen, mặt trên vẽ một cái đầu lâu màu trắng. Đây là hai con chiến thuyền của hải tặc, thuộc đoàn hải tặc Lôi Đức. Lôi Đức chính là đầu lĩnh của đoàn hải tặc này, là một cường giả luyện thể cấp 7. Đoàn hải tặc Lôi Đức có 65 người, là một đoàn hải tặc mới được thành lập từ sau cơn gió đại hàng hải bùng lên. Bên trong khoang thuyền trên chủ thuyền, bọn thuộc hạ đang nhìn về phía lôi đức vẫn ngồi một chỗ hỏi. Lão đại, bọn người phong đạt không đuổi theo, khi nào thì chúng ta đi. Hắc hắc đoàn hải tặc phong đạt sợ rồi, không dám chọc chúng ta. Tên còn lại chắc chắn nói. Lôi đức mở mắt ra, trong đáy mắt hắn vẫn còn y nguyên sự mỏi mệt nồng đậm lúc trước. Hắn có thân thể cường tráng, lực bùng nổ cực kỳ khoa trương, mang tới cho người ta cảm giác một quyền của hắn có thể xuyên thủng cả thạch bích hừ nơi này rất gần kênh sương mù bọn họ không dám đuổi theo cũng là chuyện bình thường có người biểu môi bày ra biểu tình ngươi bớt thiếp vàng lên mặt mình đi câm miệng lôi đức lộ vẻ mặt đầy nguy hiểm âm thanh không lớn nhưng lại làm cho những tranh chấp của thuộc hạ dưới kia lập tức yếu đi trong lòng hắn vừa buồn bực vừa nghẹn khuất đoàn hải tặc lôi đức và đoàn hải tặc phong đạt cùng tranh đoạt con mồi đoàn của hắn đã thua, còn bị đối phương đuổi giết suốt hai ngày, nghẹn quất tới mức phải lại gần kênh sương mù mới thoát khỏi đoàn hải tặc phong đạt. Đoàn hải tặc phong đạt rất mạnh, có ba chiến thuyền hải tặc, thành viên lại cao tới 150 người, đầu lĩnh phong đạt còn là cao thủ cấp 8, chỉnh thể thực lực của bọn họ mạnh hơn một mảng lớn so với đoàn hải tặc lôi đức. Giả phó nhíu mày nói, lão đại, không đi sao. Hắn là người nhiều mưu trí nhất đoàn hải tặc, cũng là người được công nhận là có chỉ số thông minh cao nhất trên thuyền. Đến kênh sương mù tránh né đoàn hải tặc phong đạt đuổi giết, cũng là đề nghị của hắn. Lôi Đức trầm giọng hỏi. Ngươi cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất để rời đi ư? Không, ta cho rằng chúng ta nên trốn thêm hai ngày nữa. Giả phó nghiêm mặt nói. Lý do. Lôi Đức nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn của ghế. Giả phó giải thích nói. Ta hoài nghi đội tàu phong đạt còn mai phục ở bên ngoài, hiện tại nếu chúng ta rời đi, rất dễ dàng bị đuổi theo. Hắn là người nhiều mưu trí kim quân sư của đoàn hải tặc lôi đức, nhưng cũng bởi thông minh thành ra rất sợ chết, từ trước đến nay, hắn luôn tuân thủ theo nguyên tắc cẩn thận là trên hết của mình. Lôi đức từ từ gật đầu, hàng giọng nói. Vậy đợi thêm hai ngày nữa. Những hải tặc khác đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám tỏ thái độ gì. Ở trong mắt bọn họ, Lão đại Lôi Đức là một người tâm ngoan thủ lạc, bất cứ ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn sẽ chịu hình phạt còn thống khổ hơn cái chết. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vội vã truyền đến, quan sát viên sải bước chạy vào khoang thuyền, trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi. Hắn lắp bắp hô: "Lão đại, lão đại. Làm sao vậy?" Lôi Đức lộ ra vẻ mặt không thoải mái. Là người của Phong đạt đuổi tới ư? Giả phó khẩn trương lên ngón tay quan sát viên chỉ về phía sau trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi lắp bắp nói không không phải là có thuyền từ trong kênh sương mù đi ra không thể nào giả phó đằng một tiếng đứng lên lôi đức dùng giọng chắc chắn nói không có ai đã bước vào kênh sương mù mà còn có thể đi ra quan sát viên đỏ mặt giải thích lão đại ta tận mắt nhìn thấy ba thuyền chiến kia vẫn đang ở trong khu vực gió lốc rất nhanh sẽ đi ra ngươi hoa mắt rồi. Đôi mắt giả phó lộ rõ vẻ trào phúng. Quan sát viên đỏ mặt lên, hắn lại gấp giọng nói. Không thể nào, trên bông tàu còn rất nhiều người nhìn thấy, đâu riêng gì ta. Thật sự. Lôi đức chậm rãi đứng lên. Hiện tại ra ngoài có thể nhìn thấy. Quan sát viên vội vàng nói. Đi ra ngoài nhìn. Lôi đức đứng lên, sải bước rời khỏi khoang thuyền đi tới trên bông tàu phương hướng đuôi thuyền chính là kênh sương mù gió lốc vẫn mãnh liệt như trước ti chớp tiếng sấm vẫn dồn dập vang lên trong sự bấp bênh ba chiến thuyền lớn vừa lay động vừa đi về phía trước mỗi lần chao đảo đều khiến cho người ta nghĩ chúng nó sẽ nhanh chóng lật úp lại nhưng cuối cùng đều biến nguy hiểm thành an toàn đạp 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 đám người lôi đức và giả phó đi theo quan sát viên bước tới đuôi thuyền đồng dạng cũng thấy ba chiến thuyền lớn trong gió lốc thật sự đi từ kênh sương mù ra Lôi đức nhíu mày, nhìn về phía những hải tặc khác vẫn ở nguyên trên bông tàu. Nhóm hải tặc liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã tận mắt nhìn thấy mấy con thuyền đó xuyên qua sương mù đi ra. Giả phó mở lớn miệng, nhẹ giọng nỉ non. Chúng ta đã tránh né trong này ba ngày, nhưng không thấy có thuyền tiến vào. Một hải tặc khác hoảng sợ nói. Có thuyền từ trong kênh sương mù đi ra kể cả nghĩ ta cũng không tin chuyện này xảy ra. Nhưng hiện tại nó đã xảy ra lôi đức nở nụ cười quen thuộc trong mắt hắn hiện lên một tia hung lệ có hải tặc đề nghị lão đại muốn ra tay cướp của bọn họ hay không không thể phải cẩn thận một chút cơ hồ là trong nháy mắt giả phó đã lên tiếng phản đối lôi đức nhìn về phía giả phó tỏ rõ thái độ ngươi mau giải thích cho ta nghe lão đại nếu những chiếc thuyền này có thể từ kênh sương mù đi ra vậy cũng có nghĩa là đám người trên đó có thực lực tuyệt đối nếu không bọn họ đã sớm chết trong tên sương mù rồi. Giả phó nghiêm mặt nói. Hắn thở sâu một hơi rồi lại tiếp tục nói. Chỉ sợ rằng bọn họ là phong đạt thứ hai, chúng ta không thể treo vào. Sắc mặt lôi đức âm trầm xuống, giống như bị chọc đúng chỗ đau. Sau đó hắn nghiêng đầu trừng mắt nhìn giả phó một cái, nhưng ngoài miệng cũng phụ họa một câu. Có đạo lý. Giả phó nhớ tới cái gì, lại thấp giọng nói cũng có lẽ ba chiến thuyền này là thuyền ma trên thuyền không có người sống thuyền ma mọi người kinh hô một tiếng tất cả ồ lên giả phó thản nhiên nói chỉ là suy đoán của ta thôi quan sát viên có chút suy nghĩ rồi yếu ớt nói ta cảm thấy đây là thuyền ma như vậy mới hợp lý bởi vì không một ai có thể còn sống rời khỏi kênh sương mù giả phó hừ một tiếng lạnh như băng nói đừng nói bừa chờ chúng nó đi ra sẽ biết đúng mọi người kiển chân lên đầy mong đợi trong gió lốc bên trên con thuyền lớn đi đầu tiên kha đa lạp đã phát hiện ra hai con chiến thuyền lớn bên ngoài khu vực gió lốc cả lá cờ hải tặc màu đen chói mắt kia khiến cho sắc mặt hắn biến đổi hắn cúi đầu hô to đội trưởng bên ngoài gió lốc có thuyền hải tặc cái gì sắc mặt mậu đạt trở nên khó coi bọn họ vừa rời khỏi kênh sương mù còn chưa kịp hưng phấn, đã bị tin tức này làm cho kinh hoảng. Tại sao lại xui như vậy? Đại tề nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Sắc mặt Kha Đa Lạp trắng bệt, cả người hắn đã bị nước mưa làm ướt. Tuyết cơ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc gặp được hai chữ hải tặc, nhất thời lên tinh thần. Cuối cùng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Cô ẩn thân rời khỏi khoang thuyền, nghiêng tai lưu ý tình huống bên ngoài cùng bọn họ liều mạng đại tề nghiến răng nghiến lợi nói mậu đạt lắc đầu đen mặt nói không được trên thuyền có nhiều hàng hóa như vậy nếu bị hủy chúng ta sẽ trắng tay vì mua hàng hóa bọn họ đã dùng hết sạch tài sản của mình ở thành huyền vũ đại tề muộn phiền nói vậy làm sao bây giờ hay là vòng qua đi chúng ta ở trong gió lốc vòng qua kiểu gì kha đa lạp nhỏ giọng nói thầm ầm vang từ trong không trung vang lên một đạo sấm sét, ti chớp ngang trời, chiếu sáng sắc mặt trắng bệch của mọi người. Đại tề lại nói một đề nghị điên rồ. Vậy trở về kênh sương mù. Không, chúng ta cứ đi ra ngoài, nhưng đừng tỏ ra rụt rè. Mậu Đạt đột nhiên nói. Ngươi muốn làm cái gì? Kha Đa Lạp lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nếu trong số đối phương có người thông minh, chắc chắn sẽ hù dọa được bọn chúng. Trong mắt Mậu Đạt lóe ra ánh sáng. Hắn giải thích. Chúng ta từ trong kênh sương mù đi ra, nếu đối phương không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không trực tiếp ra tay với chúng ta đâu. Đương nhiên, nếu đối phương không có lo lắng, bọn họ nhất định sẽ chết. Phô trương thanh thế chỉ là cách bất đắc dĩ mà thôi. Vù vù hô. Ba chiến thuyền lớn của đội mạo hiểm của mậu đặt chạy ra bên ngoài khu vực gió lốc. Vẻ mặt mọi người trên thuyền đều trở nên nghiêm túc, chỉ là trong đáy mắt tràn đầy kích động đã bán đứng sự kích động trong lòng bọn họ lúc này. Thực chất trong lòng mấy người đó đều đang âm thầm cầu nguyện cho đoàn hải tặc bên ngoài gió lốc kia đừng quá mạnh mẽ. Tốt nhất là đoàn hải tặc bất nhập lưu. Trầm. Chiếc thuyền lớn của mậu đặt nhanh chóng rời khỏi gió lốc, thân thuyền đang trao đảo cũng trở nên vững vàng hơn rất nhiều, nước mưa trên bông thuyền cũng nhập thành dòng bắt đầu chảy trở về biển rộng. Kha Đa Lạp đứng trên cột buồn, đưa mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai chiến thuyền lớn của đoàn hải tặc lôi đức. Trầm. Hai chiến thuyền lớn khác cũng rời khỏi gió lốc, chạy ở hai bên sườn chủ thuyền. Mậu Đạt đứng ở đầu thuyền, cùng lôi đức đối mắt nhìn nhau từ xa. Đại tề giật giật miệng, thấp giọng nói. Đội trưởng, làm như vậy thật sự không có vấn đề chứ. Sẽ không có việc gì. Mặt mậu đạt không chút thay đổi, kỳ thực trong lòng hắn đang cực kỳ lo lắng kế hoạch của hắn chính là phô trương thanh thế, lợi dụng sự thần bí và hung danh của kênh sương mù mây thành tấm áo choàng khoác bên ngoài, sau đó bày ra bộ dáng nhóm mình không dễ chọc. Các ngươi là ai? Lôi đức lớn tiếng hỏi. Mặt mậu đạt vẫn không chút thay đổi như trước, lạnh giọng đáp lại. Các ngươi không xứng để biết, tránh ra. Kha Đa Lạp và những thành viên khác của đội mạo hiểm đều âm thầm lo lắng, sợ đội trưởng chọc giận đối phương, sau đó dẫn phát xung đột. Lôi đức đứng ở đầu thuyền, sắc mặt hắn âm trầm, hai tay nắm chặt thành quyền. Lão đại, đừng mạo hiểm. Giả phó vội vàng nhắc nhở một câu. Lôi đức cắn răng khiển trách. Ta biết, ngươi câm miệng lại. Da mặt giả phó co rút. Nếu không tránh ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Sắc mặt mậu đạt cũng trầm xuống. Giả phó cắn chặt răng, nhỏ giọng vội vàng nói. Lão đại, đừng dẫn phát xung đột, đối phương không dễ chọc lôi đức không để ý tới hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mậu đạt thử hỏi các ngươi từ trong kênh sương mù đi ra mậu đạt cười lạnh nói không phải các ngươi đã thấy rồi sao lôi đức mở miệng hỏi một lúc ba câu ta rất tò mò các ngươi đi vào kênh sương mù làm gì bên trong có cái gì và tại sao các ngươi còn sống để đi ra mậu đạt nhếch môi trong giọng đậm chất bi thương nhưng lại nghe răng cười nói. Ngươi hỏi nhiều quá, những thứ không cần biết tốt nhất đừng nên hỏi, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Sắc mặt lôi đức biến đổi, trong lòng hắn dấy lên nghi hoặc, chẳng lẽ trong chuyện này có bí mật. Lão đại, coi như ta xin ngươi đi. Giả phó run rẩy nói. Lôi đức tức giận hừ một tiếng, lại bực bội nói. Phế vật, với loại tính nết này của ngươi, mà dám làm hải tặc. Lão đại, ta chỉ vì lợi ích của ngài, không nên mạo hiểm thì đừng cố xông vào. Đôi mắt của giả phó vừa chuyển, hắn lại tiếp tục nói. Bên ngoài còn có người của Phong Đạt đang nhìn chầm chầm vào chúng ta, sao không để cho bọn họ rời đi, làm rõ tình huống của Phong Đạt. Kiến nghị này rất hay. Lôi đức nhướng mày, đoàn hải tặc Phong Đạt vẫn làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ. Hắn do dự một chút, rồi phất tay nói. Để cho bọn họ rời đi đoàn hải tặc phong đạt mới là nguyên nhân khiến cho lôi đức không dám động thủ, làm không cẩn thận sẽ lộ sơ hở khiến những tên kia tóm được, nếu không, hắn đã sớm ra tay công kích ba chiến thuyền trước mắt. Trong lòng mậu đạt vừa động, tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng cũng buông xuống hơn phân nữa, nhưng hắn không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hắn chỉ sụ mặt, rồi quay đầu lại hô lớn nói. Đi tới. Vâng. Đám người Kha Đa Lạp đáp lời, sau đó vội vàng buông buồn, khống chế bánh lái đi về phía trước. Ba chiến thuyền lớn và thuyền hải tặc của lôi đức song song lướt qua, mọi người hai bên đều khẩn trương, đứng ở trên thuyền nhìn về xa xa, hiện rõ sự kiên kỵ đối phương trong đáy mắt. Trên bông tàu, tuyết cơ chớp chớp đôi mắt đẹp, cô cũng đang đánh giá thuyền hải tặc, trong lòng hơi hiểu ra một chút. Cô dựa vào vòng bảo vệ, nhìn chăm chú vào khoảng cách giữa thuyền bên họ và thuyền hải tặc bên kia càng ngày càng xa, nhỏ giọng nói. Vùng đất mới cũng không thái bình. Hơn 10 phút sau, sau khi thuyền hải tặc và tàu của đội mạo hiểm rớt ra một khoảng cách an toàn, mọi người trên thuyền mới thở vào nhẹ nhõm. Kha Đa Lạp thở dài, kích động nói. Làm ta sợ muốn chết, cũng may đội trưởng thông minh, không dẫn phát xung đột. Ha ha đội trưởng vẫn luôn thông minh. Đại tề vui lòng khen ngợi. Bớt ba hoa, chúng ta mau rời đi thật xa. Mậu Đạt cười mắng một câu, nhưng trong mắt có một tia đắc ý tiếp theo cũng không thể thả lỏng được, trên biển không chỉ có một đoàn hải tặc này đâu. Kha Đa Lạp lộ ra vẻ mặt ưu sầu. Đại tề hừ lạnh nói. Sau khi ngành hàng hải ngày càng phổ biến, hải tặc càng ngày càng nhiều. Cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì. Mậu Đạt trầm tĩnh lại, sau đó hắn phất tay hô to. Mau, dùng tốc độ cao nhất đi tới. Vâng. Người của đội mạo hiểm phấn chấn lên. Bọn họ hiểu chỉ cần trở lại đất liền sau đó mang tất cả hàng hóa trên thuyền bán đi có thể kiếm được đầy bát đầy bồn tuyết cơ nhìn một hồi sau đó lặng yên không một tiếng động trở lại bên trong khoang thuyền kể lại những chuyện hôm nay mắt thấy tai nghe thông qua trùng cộng hưởng truyền trở lại cho thành huyền vũ ta đã đi vào vùng đất mới bầu trời ở bên này đẹp hơn chỗ chúng ta nhiều lắm nước biển cũng xanh hơn bên này có rất nhiều hải tặc vừa rời khỏi kênh sương mù đã gặp nhưng hình như đối phương có chút kiên kỵ không hề ra tay tuyết cơ thấp giọng báo cáo sau khi nghe tiểu mật vừa nhắc lại vừa ghi chép vào sổ lại quan tâm hỏi sự an nguy của cô tiểu mật ôm nhu hỏi nói tiểu thư tuyết cơ bây giờ ngươi có an toàn không tuyết cơ nhỏ giọng nói ta không sao hiện tại rất an toàn vậy là tốt rồi ba phù thanh thúy nói đúng rồi thành huyền vũ đã tiến vào kênh sương mù thật sao Tuyết Cơ lộ vẻ mặt vui mừng. "Vâng, nhưng chúng ta phải ở lại trong kênh sương mù khoảng 10 ngày." Ba Phù yếu ớt nói. "A, à, vì sao vậy?" Tuyết Cơ nhíu mày. Mặc dù tốc độ của đoàn thuyền mậu đạt khá nhanh, nhưng không thể nhanh bằng Huyền Vũ được, tại sao phải nghỉ ngơi 10 ngày chứ? Ba Phù lắc đầu nói. "Ta cũng không rõ ràng, là thành chủ đại nhân nói." "Được rồi." Tuyết Cơ bất đắc dĩ gật đầu. Cô liếc mắt nhìn cửa khoang thuyền một cái, thấp giọng nói. Được rồi, ta phải ngắt liên lạc, nói lâu quá dễ dàng gặp chuyện không may. Được. Ba phù lên tiếng, chủ động gián đoạn trò chuyện. Tuyết cơ lại ở trong khoang thuyền ngây người một hồi, mới cất bước đi ra ngoài, quan sát động tỉnh bên ngoài. Trên bông tàu, đám người đại tề khống chế buồn, điều chỉnh phương hướng đi tới. Trên cột buồn, đôi mắt Kha Đa Lạp hiếp lại, hắn nhìn thấy trên mặt biển xa xa xuất hiện mấy chiến thuyền lớn hắn lại nhìn một hồi sau khi thấy rõ cờ xí trên thuyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hắn cúi đầu kinh hoàng hô không tốt lại có thuyền hải tặc con ngươi mậu đạt nở cho. cái gì lại có thuyền hải tặc so với hai con thuyền bên ngoài gió lốc còn lớn hơn sắc mặt kha đa lạp trắng bệch nói vòng qua lập tức vòng qua Mậu Đạt gấp giọng nói. Khoan lái, dùng tốc độ cao nhất vòng qua bọn họ đi. Đại tề la to lên. Đạp đạp đạp. Nhóm thuyền viên đều bận rộn lên, không ai còn dám thả lỏng nữa, trong lòng mỗi người đều cực kỳ lo lắng. Trên thuyền chỉ có một mình bách biến ma nữ vẫn tỏ thái độ nhàn nhã, bàn quan nhìn mọi việc một màn này. Cô chẳng hoảng chút nào, dù hải tặc tấn công đội tàu mạo hiểm, cô cũng có thể lợi dụng khôi giáp u linh tránh né thương tổn, thậm chí trốn được lên thuyền hải tặc, chỉ cần có thể an toàn đến lục địa là được rồi. May mà tàu của đội mạo hiểm có Kha Đa Lạp, cho nên từ rất sớm bọn họ đã phát hiện được thuyền hải tặc và trước tiên lựa chọn lẫn tránh. Tới khi đối phương phát hiện ra đội tàu mạo hiểm kia, bọn họ đã chạy rất xa rồi, đây là cái lợi khi có quan sát viên có năng lực thiên lý nhãn. Lúc trước khi vừa rời khỏi kênh sương mù đã gặp được hải tặc, bọn họ cũng không còn cách nào khác, dù sao ngay cả thiên lý nhãn cũng không có cách nào nhìn được xuyên qua sương mù trong kênh sương mù. Làm ta sợ muốn chết. Kha Đa Lạp chống tay lên đài quan sát, tim hắn thiếu chút nữa đã nhảy lên cổ họng rồi. Mậu đạt truyền mệnh lệnh. Lại tránh xa thêm một chút, sau đó mới điều chỉnh phương hướng đi tới. Vâng. Nhóm thuyền viên hưng phấn đáp lời. Cộc cộc cộc. Thành chủ đại nhân. Tiểu tử gõ vang cửa thư phòng trong thư phòng mục lương ngẩng đầu nói tiến vào đi tiểu tử đẩy cửa vào cung kính nói đại nhân tiểu thư già lạc phái người qua mời ngài tới đó xem có chuyện gì không mục lương bình thản hỏi tiểu tử mềm nhẹ nói chuyện có liên quan tới phi thuyền vận chuyển loại nhỏ ta đã biết chờ một chút sẽ đi mục lương thuận miệng lên tiếng vì anh đang bận phê duyệt một ít văn kiện vâng Tiểu tử ngây thơ gật đầu, rồi ngoan ngoãn đứng ở một bên, thi thoảng lại ngước mắt trộn đánh giá một lương. Cô bé cắn môi dưới, trong lòng tán thưởng không thôi, đại nhân một lương thật là đẹp trai. Hơn 10 phút sau. Trên mặt ta có hoa ư. Một lương ngước mắt cười hỏi. Không có. Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu tử phím hồng, cô bé vội vàng cúi đầu. Đi thôi. Một lương cười cười, sau đó anh đứng lên đi ra phía ngoài. Vâng. Tiểu tử ngoan ngoãn gật đầu. Hai người rời khỏi cung điện đi về phía xưởng linh khí. Bên trong xưởng đóng tàu loại nhỏ nằm ở tầng 7 khu trung ương, Già Lạc đang kiểm tra phi thuyền vận chuyển loại nhỏ vừa mới chế tạo xong. Cô chỉ dùng không tới 5 ngày thời gian, đã làm ra một chiếc phi thuyền vận chuyển loại nhỏ đơn giản, kích thước bằng 1 phần 8 so với phi thuyền vận chuyển loại lớn. Mục lương đi vào xưởng đóng tàu, đánh giá phi thuyền vận chuyển loại nhỏ, khóe miệng hơi hơi cong lên còn nhanh hơn ta tưởng tượng. Anh Ôn Hòa nói. Già Lạc quay đầu lại nhìn về phía anh, nhún vai nói: "Ta biết ngươi không thích kéo dài." Mục Lương đi lên phía trước, tới gần hơn để đánh giá phi thuyền vận chuyển loại nhỏ. Anh nhíu mày, nghiêng đầu kinh ngạc nói: "Phi thuyền vận chuyển này cũng nhỏ hơn tưởng tượng của ta." Già Lạc lanh lảnh giải thích: "Đây là phi thuyền vận chuyển loại nhỏ nhất, ngươi muốn phi thuyền vận chuyển loại vừa?" vậy phải chờ nửa tháng nữa mới làm ra được phi thuyền vận chuyển được chia làm ba loại lớn vừa và nhỏ tính năng trọng điểm của mỗi loại cũng có sự khác biệt được rồi mục lương từ từ gật đầu rồi anh nghiêng đầu hỏi bay thử chưa chưa già lạc lắc đầu ôm nhu nói nhưng hiện tại có thể bay thử mục lương cảm thấy hứng thú nói để ta tới bay thử vậy cùng nhau đi Già lạc nói xong rồi bước lên phi thuyền vận chuyển loại nhỏ. Mục lương và tiểu tử cũng đi theo, cửa khoang thuyền từ từ đóng lại. Tuy rằng phi thuyền vận chuyển loại nhỏ chỉ có kích thước bằng 1 phần 8 so với phi thuyền vận chuyển loại lớn, nhưng không gian bên trong khoang thuyền cũng có thể chứa được hơn trăm người, còn có thể vận chuyển được mấy chục ngàn cân hàng hóa. Già lạc đi vào phòng điều khiển, ở đó có hai linh khí sư sơ cấp đang kiểm tra tu sửa máy hơi nước. Máy móc hoạt động tốt chứ? Già lạc lạnh nhạt hỏi. Linh ký sư sơ cấp cung kính nói. Đại nhân, đã kiểm tra xong cả rồi, có thể tiến hành bay thử. Vậy bay đi. Già lạc lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng. Hai linh ký sư sơ cấp bắt đầu ra tay thao tác. Ông. Phi thuyền vận chuyển loại nhỏ chấn động, tần suất chấn động càng lúc càng nhanh, sau đó bay lên khỏi mặt đất. Linh ký sư sơ cấp thao tác, làm cho phi thuyền vận chuyển loại nhỏ gia tốc phi hành thẳng đến khi rời khỏi xưởng linh khí bay ra bên ngoài. Tăng tốc đi. Già lạc lần thứ hai hạ lệnh. Vâng. Linh khí sư sơ cấp lên tiếng, làm cho máy hơi nước tăng lớn công suất. Ông. Trên thân phi thuyền vận chuyển loại nhỏ sáng lên ánh vàng, tốc độ đột nhiên tăng lên mảng lớn, chỉ trong chớp mắt nó đã bay được hơn 10 mét. Mục lương đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài xẹt qua rất nhanh, vừa lòng nói tốc độ nhanh hơn không ít so với phi thuyền vận chuyển loại lớn. Già lạc tao nhã nói, phi thuyền vận chuyển này có thể tích nhỏ, còn chưa bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, tốc độ tự nhiên phải nhanh rất nhiều. Phi thuyền vận chuyển loại nhỏ cũng dùng lông của việc chạy nhanh, coi như là một kiện linh khí cao cấp. Một lương gật đầu nói, Ừm, um, có thể sản xuất hàng loạt. Phi thuyền vận chuyển loại nhỏ không chỉ được sử dụng để chở người và vận chuyển hàng hóa, chỉ cần trang bị thêm linh khí loại hình công kích, nó sẽ trở thành một chiếc hạm chiến tranh. Già lạc nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nhân lực không đủ, rất khó để sản xuất hàng loạt. Mục lương đưa tay vuốt cầm, ôn hòa nói. Ta sẽ cho thấm lan tuyển người giúp ngươi. Phi thuyền vận chuyển cực kỳ quan trọng với thành huyền vũ, là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai cũng như là phương tiện chủ yếu để kiếm tinh thạch ma thú trên vùng đất mới. Vậy là tốt rồi. Già lạc mỉm cười gật đầu trở về đi mục lương rõ ràng nói vâng linh ký sư sơ cấp thao tác làm cho phi thuyền vận chuyển thay đổi phương hướng bay trở về khu trung ương phi thuyền vận chuyển từ từ hạ cánh xuống đất ngay sau khi cửa khoang thuyền mở ra đám người mục lương đã trở lại bên trong xưởng đóng tàu và lạc nghiêng đầu hỏi thành chủ đại nhân khi nào thì chúng ta có thể đến châu lục mới mục lương lắc đầu nói còn 5 ngày nữa mới rời khỏi kênh sương mù, về phần khi nào đến đất liền, ta cũng không nói chính xác được. Rùa đen đã tiến vào kênh sương mù đã được 5 ngày. Lấy tốc độ đi tới hiện tại để tính toán, đại khái còn cần 5 ngày thời gian mới có thể rời khỏi kênh sương mù, mèo sương mù tám đuôi cũng có thể tạo ra con đường hoàn chỉnh xuyên qua kênh sương mù. Và là tao nhã gật đầu. Như vậy, làm việc đi, ta còn có chuyện cần làm. Mục lương bỏ lại một câu, rồi mang theo cô hầu gái nhỏ xoay người chuẩn bị rời đi. Ta không tiễn thành chủ đại nhân. Già lạc cười lộ lúng đồng tiền như hoa rồi thi lễ. Mục lương khoát tay áo rồi cất bước rời đi. Khi anh trở lại thư phòng trong cung điện, Hồ Tiên đã ở ngồi trong thư phòng. Hồ Tiên đứng lên, đưa tay hỗ trợ Mục lương cởi áo khoác ngoài rồi quyến rũ hỏi. Đi làm việc gì vậy? Mục lương giải thích rõ ràng. Phi thuyền vận chuyển loại nhỏ đã chế tạo xong, ta qua nhìn. Thành công rồi. Hồ Tiên đưa tay ôm cổ anh. Mục Lương đưa tay nắm lấy mu bàn tay của cô gái tai Hồ Ly, ôm nhu nói. Ừm, đã thành công. Tiểu tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bưng lên trà tinh thần đã lạnh rồi rời khỏi thư phòng. Mục Lương đưa tay nhẹ vuốt cái đuôi của cô gái tai Hồ Ly, xúc cảm thật là tốt. Đừng sờ. Hàng lông mi dày của Hồ Tiên run rẩy, con ngươi màu đỏ hồng long lanh nước. Yết hầu một lương bắt đầu lên xuống. Khanh khách lạc ta có đẹp không? Hồ tiên thản nhiên cười xấu xa, ánh mắt của cô có thể dụ dỗ người khác. Đẹp. Một lương từ tốn gật đầu, đưa tay vuốt ve đôi môi mong manh đỏ mọng của cô gái tai hồ ly. Ngứa. Hồ tiên miếm môi, đôi mắt đẹp sâu lắng lại. Yết hầu một lương lần thứ hai lăn lộn, anh ôm lấy cô gái tai hồ ly, rồi sải bước đi về phía phòng nghỉ liền với thư phòng trời còn sáng mà hồ tiên cười quyến rũ lên tiếng tiểu tử bưng trà nóng tới nhưng trong thư phòng nhưng không có người cô bé do dự một chút rồi lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi thư phòng vệ ấu lan đi tới nhìn thấy trà nóng trên tay tiểu tử nghi hoặc hỏi đại nhân không có trong đó sao có đại nhân hồ tiên cũng ở đó tiểu tử giải thích vệ ấu lan giật mình rồi kéo tay tiểu tử đi ra phía ngoài dặn dò hai giờ sau hãy mang trà đến phải chờ lâu như vậy sao tiểu tử chớp chớp con ngươi màu tím trong mắt tràn đầy ngây thơ đại nhân hồ tiên chịu được sao ừ trước đây đều là như vậy vệ ấu lan ngây thơ nói ta hiểu tiểu tử ngoan ngoãn gật đầu vệ ấu lan nói lời thấm thía ngươi cần học nhiều thứ lắm ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe ta sẽ nghiêm túc học Tiểu tử nghiêm túc đáp. Từng, rất tốt. Vệ ấu lan cười lộ hai má lúng đồng tiền nho nhỏ. Hống hống hống. Bên trong kênh sương mù, rùa đen đi tới với tốc độ đều đặn. Trên sơn hải quan, cầm vũ và đại an ti đứng song song với nhau, nhìn sương mù trắng xóa trước mặt, hai người đều có chút buồn chán. Chán quá đi. Đại an ti dựa vào tường thành, ngón tay vòng quanh sợi tóc. Cầm vũ giơ tay gõ đầu đại an ti một cái, lạnh nhạt nói. Đứng thẳng người, ngươi là tổng trưởng tam quan, nhất định phải làm gương cho thuộc hạ. Hôm nay là ngày nghỉ của cầm vũ, cho nên cô mới có thời gian rảnh tới Sơn Hải quan thăm thuộc hạ kim bạn tốt ngày xưa. Vân vân vân, ta biết rồi. Đại An Ti nhanh chóng đứng thẳng người. Cầm vũ quay đầu hỏi. Làm tổng trưởng tam quan có vui không? Vui nha, ta cảm thấy rất tốt. Đại An Ti gật đầu và nói một cách chân thành tốt hơn lúc ở thành sơn cầm vũ nhìn về phía trước trong giọng nói tràn đầy hoài niệm đại nhân hai chuyện này không giống nhau đại an ti lắc đầu cầm vũ hiểu ý mà cười một tiếng gật đầu nói đúng vậy không giống nhau bởi vì cuộc sống càng ngày càng tốt đại an ti chớp chớp đôi mắt màu băng hỏi đại nhân không thích ở thành huyền vũ sao không ta rất thích cầm vũ nói với giọng điệu chân thành ta cũng rất thích nha đại an ti khẽ cười một tiếng vệ cảnh đứng bên cạnh nghe xong đầu đầy dấu hỏi hai vị đại nhân này đang nói cái gì vậy cộp 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 phụ tá của cao thao vội vã chạy lên sơn hải quan rồi nghiêm mặt nói đại tổng trưởng thiên môn lâu có phát hiện mới phát hiện cái gì đại an ti nhíu mày hỏi phụ tá cung kính trả lời Hùng thú biển xuất hiện, hiện tại chúng nó đang tấn công thiên môn lâu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Đại An Ti khô tay nói. Cầm vũ tò mò đi theo. Ba người vội vã đi tới thiên môn lâu ở dưới nước, Cao Thao đã chờ sẵn ở một bên. Đại Tổng trưởng, Đại Nhân cầm vũ. Cao Thao cung kính giơ tay chào theo kiểu quân đội. Đại An Ti nghiêm nghị hỏi. Tình huống thế nào rồi, hung thú biển đang ở đâu? cao thao đưa tay ra hiệu nói với thần sắc nghiêm túc chúng nó ở bên ngoài bức tường lưu ly lúc này đang tìm cách leo lên trên chỉ là tốc độ không nhanh hai mắt của cầm vũ hiếp lại nàng nhìn thấy hung thú biển nằm bên ngoài bức tường lưu ly nếu như bách biến ma nữ có mặt ở đây thì cô ấy chắc chắn có thể nhận ra những con hung thú biển này chúng giống hệt những con hung thú biển đã tấn công đội tàu của mậu đạt con hung thú biển này thật xấu xí đại an ti cao mày bình luận đây chắc là ma thú biển, một giống loài ở đại lục mới. Cầm vũ thấp giọng giải thích. Đại An Ti Tán Đồng nói. Cũng đúng, chúng ta sắp đến đại lục mới rồi, phải gọi bọn chúng là ma thú biển mới đúng. Còn hai ngày nữa thì rùa đen sẽ rời đi kênh sương mù. Cao Thao quay đầu lại hỏi. Đại Tổng trưởng, chúng ta có cần phát động công kích không? Đại An Ti suy nghĩ một chút, nói. Thử bắt một con trước xem sao. Vâng, ta lập tức đi phân phó thuộc hạ. Cao Thao cung kính gật đầu rồi xoay người đi ra thiên môn lâu. Cầm Vũ đứng trước bức tường lưu ly, nàng muốn quan sát ma thú biển rõ ràng hơn. Số lượng không ít. Cô nhíu mày nói. Bên trên bức tường lưu ly, bầy ma thú biển đang chậm rãi leo lên, phía xa lại có thêm ma thú biển tới gần, số lượng lên tới hàng trăm, hàng nghìn con. Một lát sau thì Cao Thao trở về. Trong tay hắn còn cầm một con ma thú biển bị quấn chặt trong tơ nhện. "Đại tổng trưởng, ta bắt được một con rồi." Hắn vừa nói vừa ném ma thú biển xuống đất. "Phanh." Thịt trên người con ma thú biển này rất săn chắc, điều này có lẽ liên quan đến việc bọn chúng sống lâu dài ở trong biển. "Lực công kích như thế nào?" Đại An Ti xích lại gần để quan sát ma thú biển, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Cao Thao đáp lại, thực lực của nó tương đương với hung thú cấp 3. Cầm vũ suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói. Đưa nó đến khu vực trung ương đi, để cho thành chủ đại nhân nhìn. Nghe được lời này, Cao Thao nhìn về phía đại An Ti, trong ánh mắt mang theo sự dò hỏi. Được, ta nghe theo đại nhân. Đại An Ti phất tay. Cao Thao cung kính hành lễ, nói. Tốt, ta lập tức cho người đưa đến trung ương. Đi thôi. Đại An Ti đứng lên và trở lại trước bức tường lưu ly để dò xét bầy ma thú biển xung quanh. Một lúc sau, cô cảm thấy nghi ngờ nên quay đầu hỏi Cầm Vũ. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ Tiểu Huyền Vũ sao? Có thể là do trí thông minh không cao. Cầm Vũ lắc đầu. Rùa đen chính là mang thú hoang cổ cấp 11, khí tức mà nó tản mát ra ngoài có thể dọa lui hầu hết sinh linh. Đôi mắt của Đại An Ti xoay một vòng, quay đầu cười nói. Đại nhân năng lực thức tỉnh của ngươi rất thích hợp để đối phó bọn chúng ngươi có muốn ra tay không được thôi khóe môi của cầm vũ dương lên rồi nhanh chóng xoay người đi ra phía ngoài cô rời đi thiên môn lâu trở lại quảng trường phía trước huyền không cát dưới chân chính là nước biển dâng lên cuồn cuộn ào 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 lúc này đã có ma thú biển leo lên quảng trường và phát hiện cầm vũ cùng với nhóm thành phòng quân vô số tia chớp màu xanh nhảy nhót quanh người cầm vũ mái tóc không gió mà bay Hôm nay, cô không mặc khôi giáp lôi đình mà là mặc một bộ quần áo thường ngày màu xanh lam, trông giống như một tiên nữ lạnh lùng. Cầm vũ ngồi sổng xuống rồi giơ tay chạm vào mặt biển. Lớp bốt. Từng tia chớp màu xanh nhảy lên rồi lan tràn khắp mặt biển giống như là mạng nhện, đánh trúng vô số ma thú biển trong nước. Từ trên cao nhìn xuống, lúc này mặt biển đã bị bao phủ bởi từng tia chớp màu xanh, giống các đường vân sau khi kính cường lực bị đập vỡ. Cạc 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 bầy ma thú biển kêu thảm thiết chúng nó bị sấm sét đánh trúng cả người tê liệt rồi chết đi hoa lạp thi thể của ma thú biển nổi lên trên mặt nước lít nha lít nhít hơn bốn năm trăm con vớt lên đi cầm vũ bình tĩnh ra lệnh vâng nhóm thành phòng quân cung kính đáp lại nhanh chóng ném lưới làm bằng tơ nhện ra ngoài tóm lấy thi thể ma thú biển rồi kéo toàn bộ vào bờ đại nhân ngươi vớt bọn nó lên để làm gì vậy Đại An Ti khó hiểu hỏi. Cầm vũ nhẹ nhàng đáp. Chắc có thể ăn được. Ăn. Đôi mắt màu xanh băng của Đại An Ti trừng lớn, cô nhìn ngoại hình xấu xí của ma thú biển, khóe miệng của cô không nhịn được co giật. Đừng nhìn nó xấu xí, biết đâu khi chế biến thành món ăn thì sẽ có mùi vị không tệ. Cầm vũ nhìn biểu cảm của bạn tốt, đôi mắt của cô hiện lên ý cười. Đại An Ti cười khang một tiếng, kiên định nói. Ta không cảm thấy như vậy, cho dù có ăn ngon tới đâu thì ta cũng sẽ không ăn. Nếu không thì cũng có thể làm thức ăn cho bên trại chăn nuôi. Cầm Vũ bình tĩnh nói. Thành huyền Vũ có trại chăn nuôi hải sản, bên trong nuôi dưỡng ma thú biển cấp 5, thi thể của đám ma thú biển này có thể làm thức ăn cho chúng nó. Tốt thôi, đây là một ý kiến hay. Đại An Ti thỏa hiệp. Chừng 10 phút sau, Cao Thao mang tin tức từ khu vực Trung ương gửi tới sắc mặt của hắn có chút cổ quái chần chừ nói đại tổng trưởng thành chủ đại nhân nói chúng ta bắt loại ma thú biển này nhiều một chút a à, vì sao đại an ti nghe vậy không khỏi sửng sốt hỏi lại cao thao giải thích thành chủ đại nhân nói thịt của loại ma thú biển này không tệ có thể ăn được đại an ti đang nghe truyện trên tv audio cv co giật khóe miệng sắc mặt cô khó chịu giống như ăn phải phân rùi cầm vũ nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, không ngờ lại bị cô đoán trúng rồi. Đại An Ti thở dài, buồn bực nói. Cái thứ xấu xí như vậy thì có gì ngon chứ? Cao Thao giải thích. Tiểu hầu gái nói là thành chủ đại nhân bảo có thể làm thành món ếch nướng cây và ếch xào xả ớt. Đại An Ti giấu hỏi đầy đầu, ếch nướng cây là cái gì? Ếch xào xả ớt là cái gì? Ta đã biết. Cô khẽ thở dài một hơi rồi vội vàng ra lệnh thuộc hạ đi bắt thêm ma thú biển. Vừa rồi ta đã nói cái gì ấy nhỉ? Cầm vũ khoanh hai tay trước người. Đại An Ti lắc đầu ngoài ngoại, rất có cốt khí nói. Hừ, dù sao thì ta cũng sẽ không ăn nó. Nhưng vào một ngày không xa, người nào đó lại thề thốt rằng ếch xào xả ớt là món ngon nhất thế giới mà mình từng ăn. Cộc cộc cộc. Vân Hân giơ tay gõ cửa thư phòng, nàng đẩy cửa bước vào, chớp chớp đôi mắt sáng ngời và có thần, nói. Đại nhân, đến giờ ăn sáng rồi. Ừ, ta biết rồi. Mục lương ôn hòa đáp lại. Anh đặt văn kiện trên tay xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi hai người bước vào nhà ăn thì Nguyệt Thấm Lan, Mễ Nặc và những người khác đã ngồi vào chỗ của mình. Thành chủ đại nhân. Vệ ấu lan và các tiểu hầu gái đồng thanh chào hỏi. Ừ. Mục lương khẽ gật đầu, ngồi xuống chủ vị. Hồ Tiên quyến rũ nói. Ngươi càng ngày càng bận rộn, bây giờ còn không nhớ rõ thời gian ăn sáng. Mễ nặc đặt trứng gà ba màu đã bóc vỏ vào chén của anh, hồn nhiên nói. Mục lương vẫn luôn rất bận rộn. Cũng không đến nỗi nào đâu. Mục lương cười một tiếng, giơ tay xoa đầu cô gái tai thỏ ngoan ngoãn. Anh đưa tay ra hiệu, ôn hòa nói. Mọi người dùng cơm đi. Vâng. Các cô gái đồng thanh đáp lại, từng đôi đũa duỗi ra tiếng nhấm nuốt liên tục vang lên trong nhà ăn hồ tiên nuốt thức ăn trong miệng xuống quyến rũ hỏi mục lương ta nghe nói bên thiên môn lâu đưa thịt ma thú biển tới ngươi dự định làm gì với chúng nấu nướng bình thường là được rồi hoặc làm thành lẩu khô cũng không tệ mục lương nói với giọng rõ ràng khi thiên môn lâu đưa ma thú biển đến trung ương đúng lúc mục lương đang ở trong cung điện anh đích thân kiểm tra thịt ma thú biển phát hiện nó rất giống thịt ếch ở kiếp trước không có độc có thể ăn được ba phù ngoan ngoãn nói chúng ta đã học xong rồi bữa tối hôm nay sẽ có món lẩu khô ma thú biển thật khiến cho người ta chờ mong đôi mắt đẹp của các cô gái sáng lên món ăn có thể được mục lương khen ngợi thì nhất định sẽ rất ngon nguyệt thấm lan quay đầu ưu nhã nói mục lương hôm nay tiểu huyền vũ sẽ rời khỏi kênh sương mù phải không ừ ta đoán là chúng ta có thể rời đi vào xế chiều mục lương gật đầu rồi ôn hòa đáp quá tốt rồi không biết vùng đất mới có thứ gì thú vị không đôi mắt màu xanh lam của mễ nặc sáng lên chờ mong cuộc sống sau khi tiến vào đại lục mới khi nào đến vương quốc hải đinh thì ta sẽ dẫn ngươi đi chơi mục lương cười nói vương tay sờ lỗ tai thỏ của mễ nặc vâng mễ nặc hưng phấn gật đầu lia lịa hồ tiên hơi nhướng mày biểu môi nói ngươi cũng phải mang bọn ta theo nữa được rồi mọi người cùng đi một lương cười một tiếng bữa sáng kết thúc vào nửa tiếng sau các cô gái đều bắt đầu bận rộn đi làm việc một lương đi đến thư phòng nguyệt thấm lan chậm nửa bước đi theo sau hai người trở lại thư phòng một lương tiếp tục xử lý công việc nguyệt thấm lan ngồi ở bên cạnh phê duyệt các hạng số liệu khác nhau do cục quản lý nội thành và cục quản lý vệ thành báo cáo lên cộc cộc cộc. Tiểu hầu gái gõ cửa thư phòng. Vào đi. Mục lương đáp một câu mà không ngẩng đầu. Tiểu mật đẩy cửa đi vào thư phòng, nhỏ giọng nói. Đại nhân, tiểu thư tuyết cơ truyền tin tức trở về. Nói đi. Mục lương hơi ngẩng đầu ra hiệu, chiếc bút chì trên tay vẫn thoang thoát vẽ vẽ viết viết. Đội tàu của mậu đặt lại bị hải tặc công kích, lần này vận khí tốt hơn, bọn họ gặp được đám hải tặc có thực lực không mạnh, thành công đánh lùi đối phương tiểu mật nghiêm túc nói lại gặp hải tặc nữa sao mục lương cảm thấy bất ngờ mà ngẩng đầu lên sau khi đội tàu của mậu đạt rời khỏi kênh sương mù bọn họ đã chạm trán bốn đợt hải tặc tần suất này không tính là thấp tiểu mật gật đầu nói tiểu thư tuyết cơ đã nói như vậy cây bút chì trên tay mục lương gõ nhẹ lên mặt bàn anh thấp giọng lẩm bẩm có vẻ bên kia không yên ổn hơn những gì ta nghĩ nguyệt thấm lan nhíu mày ưu nhã nói bọn họ chỉ mới rời đi kênh sương mù được vài ngày mà đã gặp phải bốn đoàn hải tặc như vậy có thể an toàn đến đất liền sao chuyện đó không quan trọng quan trọng là tuyết cơ có thể đến nơi an toàn mục lương nhàn nhạt nói nguyệt thấm lan tán đồng cũng đúng thực lực của tuyết cơ không yếu hơn nữa cô ấy còn mang theo một túi phú năng trân châu chắc sẽ không quá khó khăn để nàng ấy tránh thoát đợt tập kích của hải tặc Mục Lương suy nghĩ một chút, quay đầu nói. Nhắc nhở bên Sơn Hải quan rằng đại lục mới có rất nhiều hải tặc, dặn dò bọn họ tăng cường lưu ý tình huống xung quanh. Vâng. Tiểu Mật ngoan ngoãn gật đầu sau đó xoay người rời đi thư phòng. Nguyệt Thấm Lan nhẹ nhàng nói. Mục Lương, đại lục mới có nhiều hải tặc như vậy, sau này chúng ta có nên từ chối không cho bọn họ vào thành không? Không cần, trong hải tặc cũng có người giàu có. Mục Lương cười lắc đầu có lý nguyệt thấm lan chớp chớp đôi mắt màu xanh nước biển mục lương nhàn nhạt nói nếu bọn hải tặc dám gây sự ở phố buôn bán vậy thì bắt lại rồi tống vào ngục giam vừa vặn bên mỏ muối đang thiếu người ta hiểu rồi nguyệt thấm lan ưu nhã gật đầu cô chợt nhớ tới cái gì đó đề nghị nói tới mỏ muối thành vạn yêu đã bị tiêu diệt chúng ta có thể tiếp quản mỏ muối ở đó mục lương suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói ta sẽ để cho một phân thân đến đó một chuyến thành vạn yêu tương đối gần rừng vạn khô vừa vặn có thể để một phân thân ở căn cứ trung chuyển thành phi điểu đi qua trữ lượng muối của thành vạn yêu đủ để thành huyền vũ sử dụng trong mấy trăm năm nguyệt thấm lan thanh thúy đề nghị chúng ta cũng có thể phái người tới đóng giữ khai thác xong rồi lại mang đi không cần cứ để một phân thân dọn đi là được một tia sáng lóe lên trong mắt mục lương Nguyệt Thấm Lan vương tay gom mái tóc dài màu xanh nước biển sang một bên, gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Mục Lương nhắm mắt lại, im lặng câu thông và truyền tin tức cho một phân thân ở thành phi điểu. Mấy phút sau, Mục Lương lại mở mắt ra lần nữa. Con đường nối hai bên sắp xây xong rồi, ta đi trồng hoa sương mê. Anh nói một tiếng rồi đứng lên. Anh mới vừa thu được tin tức do rùa đen truyền tới nói rằng nó đã tiếp cận cửa ra của kênh sương mù, mèo sương mù tám đuôi cũng đã xây xong con đường ta cũng muốn đi nguyệt thấm lan cũng đứng lên đi thôi mục lương rời khỏi thư phòng hai người bước ra bên ngoài cung điện anh hơi nhúc nhích ý niệm mang theo nguyệt thấm lan bay lên không trung và hướng về phía rùa đen mười phút sau hai người đã có thể nghe được tiếng sấm vang lên bên tai ở ngay chỗ này mục lương ngừng lại nguyệt thấm lan buông tay ôm anh ra ưu nhã hỏi cần ta giúp một tay không không cần đâu ta sẽ xong sớm thôi một lương lắc đầu cơ thể lao thẳng xuống biển anh rơi vào trên mặt biển nước tự động tách ra đất cắt dưới đáy biển tụ lại với nhau tạo thành một hòn đảo nhỏ phần chóp của đảo cao hơn mặt nước hàng chục mét lĩnh vực sinh mệnh bao phủ trên hòn đảo nhỏ và bắt đầu loại bỏ muối và các chất độc hại khỏi đất quá trình này kéo dài nửa giờ trước khi hòn đảo trở nên thích hợp để gieo trồng Mục lương lấy ra hạt giống hoa sương mê rồi chôn nó ở trung tâm đảo, sau đó tiếp tục thi triển lĩnh vực sinh mệnh để thúc đẩy nó sinh trưởng. Dưới tác dụng của nguyên tố sinh mệnh và lĩnh vực sinh mệnh, hoa sương mê nhanh chóng phát triển đến độ cao 120 m cao, trở thành hoa sương mê cấp 8. Bước cuối cùng. Mục lương giơ tay lên rồi nắm chặt lại, thi triển năng lực kiến tạo một bức tường lưu ly bao phủ hòn đảo nhỏ. Hoa sương mê cấp 8 đung đưa, đóa hoa khổng lồ tiết ra sương mù bảy màu, bao phủ phạm vi xung quanh một ngàn mét đùng 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 giải quyết mục lương phủi tay rồi hài lòng gật đầu anh trở lại bên cạnh nguyệt thấm lan vương tay ôm vòng eo thon thả của cô cứ như vậy là được rồi nguyệt thấm lan nhìn anh gương mặt xinh đẹp của cô hơi ửng hồng ừ chúng ta trở về thôi mục lương mang theo nguyệt thấm lan bay trở về bên ngoài bảo táp đoàn hải tặc lôi đức vẫn ở đó hai con thuyền lớn đậu cạnh nhau, lắc lư theo dòng chảy của biển. Phanh Lôi đức đấm xuyên qua bức tường gỗ của khoang thuyền, sắc mặt của hắn vô cùng u ám. Hắn đã chờ đợi bên ngoài kênh sương mù gần 10 ngày, bởi vì người của băng hải tặc phong đạt vẫn còn ở ngoài kia, bọn hắn lại đánh không thắng nên chỉ có thể cục đuôi tiếp tục đợi ở chỗ này. Xin lão đại hãy bớt giận. Giả phó vội vàng mở miệng trấn an. Ngươi bảo ta nguôi giận, làm thế nào có thể tiêu tan được? Chờ chết sao? Lôi đức trừng mắt giận dữ và ném nắm đấm về phía giả phó. Lão đại! Giả phó biến sắc, cơ thể hắn vô thức muốn né ra phía sau nhưng nắm đấm của đối phương đã dừng lại trước mũi hắn một cm. Phù! Lôi đức hừ lạnh một tiếng, thả tay xuống rồi bực bội rời đi buồn nhỏ trên tàu. Cổ họng giả phó mất máy, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Mới vừa rồi nếu một quyền kia thật sự đập trúng vào mặt hắn, với sức mạnh của lôi đức thì đảm bảo đầu của hắn sẽ nổ tung. Hắn há mồm thở hỗn hển, lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng đi theo lôi đức rời đi buồn nhỏ trên tàu. Trong lòng giả phó phiền muộn vô cùng, hắn vốn dĩ cho rằng nhóm hải tặc phong đạt sẽ vây giết bọn họ nhiều nhất là hai, ba ngày mà thôi, nào ngờ đâu đã kéo dài gần 10 ngày, hơn nữa xem ra bọn hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Tất cả đều là một lũ mất trí hắn thầm mắng một tiếng. Những tên hải tặc khác thấy thế cũng thở vào nhẹ nhõm, bọn hắn hiểu lão đại đang bực bội, không thể lại chọc giận hắn. Gió biển thổi vù vù trên bông thuyền. Lôi đức dựa lưng vào hàng rào, ánh mắt nhìn thoáng qua đám hải tặc trên thuyền. Tất cả đều là một đám phế vật. Hắn mắng một tiếng để phát tiết sự khó chịu trong lòng. Đám hải tặc cúi đầu, yên lặng thừa nhận. Giả phó thở dài một hơi, ngước mắt nhìn về phía trước, Bảo táp vẫn còn tồn tại, sấm sét dày đặc trên không trung khiến cho người ta nhìn mà rợn tóc gáy. Hắn nhớ tới ba con tàu lớn mà hắn đã gặp phải vài ngày trước, rốt cuộc đám người kia có thân phận gì, tại sao lại có thể sống sót mà đi ra kênh sương mù. Trước mắt giả phó đột nhiên trở nên mơ hồ, khi hắn tập trung lực chú ý lần nữa thì phát hiện bên trong màn sương mù cao tận trời kia xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Hai mắt của hắn trừng lớn, bóng đen trong sương mù càng ngày càng đậm, như thể là có thứ gì đó sắp lộ ra. Đám hải tặc cũng phát hiện tình huống này, trung rẩy chỉ hướng kênh sương mù, khiếp sợ nói. Lão đại, phía sau, mau quay lại phía sau. Cái gì? Lôi đức cau mày, vẻ khó chịu trên mặt càng ngày càng sâu. Giả phó hô to. Lão đại, kênh sương mù có biến, giống như có thứ gì đó muốn ra tới. Có thứ đó gì muốn ra tới? Lôi đức vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt tức giận lập tức cứng đờ. Đám người giỏi mắt nhìn lại, bóng đen trong sương mù có thể nói là khổng lồ và không thấy được phía cuối. Cái này, đây là cái gì? Sắc mặt của lôi đức đại biến, cơ thể không khỏi rung lên. Hống hống hống. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ hùng hậu truyền ra từ bên trong kênh sương mù. Ma thú biển cấp cao. Trong mắt của giả phó bỗng nhiên co vào. Trước khi mọi người kịp hiểu rõ tình huống thì một cái đầu thú cực lớn nhô ra khỏi kênh sương mù, ngay sau đó là cổ và một bộ phận cơ thể của nó. Khi nó di chuyển, nước biển cuồn cuộn dâng lên cao, đẩy hai chiếc thuyền của băng hải tặc lôi đứt lùi về phía sau. Thật là một con ma thú khổng lồ. Đám hải tặc nhìn đến choáng váng, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát được. Sắc mặt của lôi đứt tái nhợt, hắn giận dữ hét to. Mau rời khỏi đây. Chạy mau, lập tức nhổ neo rời đi. Giả phó cũng quát to, ước gì có thể nhất thuyền chạy thật xa. Lúc này, đám hải tặc sợ bể mật mới hoàn hồn, lập tức chạy như bay đi nhổ neo. Hống hống hống. Rùa đen tiếp tục bơi ra bên ngoài, chậm rãi rời đi kênh sương mù. Bên trên đầu thú cực lớn, một lương và nguyệt thấm lan, ly nguyệt, bạch sương đứng yên lặng nhìn hai con thuyền lớn bên ngoài bảo tác. Từ góc nhìn của bọn họ, hai con thuyền lớn của băng hải tặc lôi đứt giống như hai chiếc lá trong dòng nước xiết có thể lật úp bất cứ lúc nào bạch sương hít sâu một hơi hai mắt ẩn đỏ kích động nói ta trở về rồi cuối cùng ta cũng có thể về nhà rồi cô ngửi được mùi vị quen thuộc không khí ở đại lục mới khác xa vùng nước mặn ly nguyệt quan sát nước biển cuồn cuộn bên ngoài cơn bão lẩm bẩm nói nơi này chính là đại lục mới nước có vẻ xanh hơn một chút ánh mặt trời nơi này rất tốt. Mục lương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng quen thuộc khiến anh cảm thấy vui vẻ. Mặt trời Nguyệt thấm lan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đưa tay che khuất một phần ánh sáng, nếu không sẽ rất chói mắt. Thật tốt. Ly Nguyệt nhẹ giọng nói một câu. Biển Đại Đinh không giống với vùng nước mặn, bên này có ánh mặt trời chiếu sáng, không có mây đen vừa dày vừa nặng, không khí cũng dễ ngửi hơn rất nhiều. Hống 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 rùa đen tiếp tục bơi ra bên ngoài kỳ lân ở ngoại thành chịu trách nhiệm thu hút sấm sét trên bầu trời nhân tiện cường hóa bản thân ào 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 sắc mặt của lôi đức tái nhật hắn hoảng sợ nhìn chăm chú rùa đen càng ngày càng đến gần lúc này đám hải tặc hoàn toàn không thể kiểm soát được hướng di chuyển của con thuyền ngày càng bị đẩy ra xa một cách thụ động bởi dòng nước do rùa đen di chuyển thật là đáng sợ có khi nào thuyền sẽ lật không chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Khuôn mặt của đám hải tặc đều rất khó coi, giống như bọn hắn đã nhìn thấy ngày chết của chính mình. Lôi Đức không có tâm trạng của mắng thuộc hạ, rốt cuộc việc mà hắn quan tâm nhất hiện giờ chính là liệu hắn có thể sống sót hay không. Đồng tử của giả phó giãn ra, hắn vừa phát hiện trên lưng rùa đen có tường thành. Hắn hoảng sợ nói: "Lão đại, trên lưng ma thú có kiến trúc." "Cái gì?" Lôi Đức ngẩng đầu nhìn lại, thật sự có kiến trúc. Các hải tặc kinh ngạc kêu lên. Lôi Đức chấn động, hai mắt hắn mở to, khiếp sợ tới mức không thể nói nên lời. Hai con thuyền lớn đột ngột bị đẩy cách xa kênh sương mù mười mấy cây số, từ đầu đến cuối vẫn luôn áp sát Tiểu Huyền Vũ. Quá tốt rồi, thuyền không có bị lật. Các hải tặc vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi vui vẻ quá sớm rồi. Khóe mắt của giả phó co giật đầu thú cực lớn cúi thấp xuống làm cho mọi người trên thuyền không dám nhúc nhích. Vù vù vù. Hơi thở của rùa đen khiến hai con thuyền lớn lắc lư liên tục. Lộc cộc. Lôi đức chật vật nuốt nước bọt, hắn không dám thở mạnh vì sợ sẽ bị rùa đen chú ý. Nếu như bị nó cắn một cái, hai con thuyền lớn này còn chưa đủ để nó nhét kẻ răng. Hống hống hống. Rùa đen há mồm gầm một tiếng, cái miệng to tướng của nó còn lớn hơn cả một ngọn núi khiến sắc mặt của đám hải tặc càng khó coi hơn. Trên người bọn hắn dính đầy nước bọt, nhấp nháp, rất là ghê tởm. Chúng ta sẽ chết sao? Môi của giả phó run rẩy. A, à, thành thật xin lỗi. Một giọng nói trong trẻo vang lên ở trên đầu mọi người. Cơ thể của lôi đức run rẩy, hắn ngước mắt lên, lập tức thấy được một lương và những người khác đang đứng trên đầu cự thú. Có người đám hải tặc lại kinh ngạc thốt lên một lần nữa mục lương lạnh lùng nhìn xuống nói vì để xin lỗi các ngươi có thể lên đây nghỉ ngơi một chút bạch sương nghe vậy thì nhíu mày lại nhắc nhở mục lương cắt hạ đám người này là hải tặc không sao đâu ta có chừng mực mục lương nói không chút để ý thứ hắn muốn là một ít tình báo tùy ngươi thôi bạch sương kiều hừ một tiếng trong lòng cô cũng hiểu rõ đối phương là hải tặc thì thế nào bọn hắn cũng không thể gây tổn thất gì cho thành huyền vũ chuyện này tốt thôi lôi đức há to miệng hắn nhìn hai con thuyền nhầy nhụa thế là đành phải gật đầu hắn không dám không đồng ý rùa đen ngừng di chuyển lôi đức ra lệnh hai con thuyền lớn bơi quanh rùa đen tìm kiếm chỗ đi lên phó giả khàn giọng nói lão đại người kia nói rằng phải đi lên từ huyền không cát nhưng huyền không cát ở nơi nào trước khi rời đi một lương bảo bọn hắn đến huyền không cát của thành huyền vũ người ở nơi đó sẽ tiếp đãi bọn hắn người hỏi ta thì ta biết hỏi ai lôi đức liếc đối phương một cái ha ha phó giả cười gượng vài tiếng lôi đức trầm mặt, đưa tay lau nước miếng nhớp nháp trên mặt mặt mũi tràn đầy ghét bỏ trong lòng của hắn rất nghi ngờ kẻ nào có thể sống trên lưng một con ma thú biển to lớn như vậy và tại sao bọn họ lại có thể đi ra kênh sương mù trong đầu hắn có vô số suy nghĩ, nhưng căn bản không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý nào cả. Hai con thuyền lớn di chuyển quanh tiểu huyền vũ, đám hải tặc trên thuyền ngẩng đầu nhìn tường thành cao vút, hai chân đều bủng rũng đứng không vững. Con ma thú biển này quá lớn rồi. Đám hải tặc sợ hãi nói, khí tức do rùa đen tản mát ra khiến cho ai nấy đều hải hùng khiếp vía. Lão đại, tìm được rồi. Ta nhìn thấy nơi có viết huyền không cát. Trên cột buồn, Tên Hải Tặc chịu trách nhiệm quan sát kích động hô to. Lôi Đức quay đầu nhìn lại, xa xa đã nhìn thấy Huyền không cắt khí khái và rộng rãi, cách mặt nước hơn mười mấy thước. Bên trên cứ điểm có ba chữ to với nét chữ rồng bay phượng múa Huyền không cắt. Cho thuyền tiến tới đó, chú ý an toàn. Lôi Đức ra lệnh. Vâng. Đám Hải Tặc đáp lại, điều khiển hai con thuyền tới gần và từ từ cập bến. Nửa giờ sau, Lôi Đức giả phó và một đám hải tặc xuống thuyền lớn mọi người ngẩng đầu nhìn bậc thang dẫn đến huyền không cắt rồi sững sờ rốt cuộc thì nơi này là chỗ nào lôi đức tự lẩm bẩm lão đại chúng ta muốn đi lên đó sao giả phó quay đầu hỏi ý kiến đương nhiên là đi lên rồi lôi đức cắn răng nói hắn muốn biết ma thú biển trước mắt là chuyện gì cũng muốn biết bên trong kênh sương mù có bộ dáng như thế nào hắn bước lên một bước Hai mắt vẫn luôn nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh nơi đây. "Lão đại, hình như nơi này không đơn giản." Giả phó thấp giọng nói. Lôi Đức dừng bước, quay đầu dặn dò. "Tất cả cẩn thận một chút, không được gây chuyện, nghe rõ không hả?" "Rõ." Đám hải tặc gật đầu liên tục. Không cần Lôi Đức nhắc nhở thì bọn hắn cũng biết không thể gây chuyện ở đây, vì mọi người đã được chứng kiến sự lợi hại của rùa đen, ai còn có gan dám gây sự nữa đám hải tặc đi tới trước huyền không cát nguyệt thấm lan và đại an ti tán viêm đã đợi sẵn nguyệt thấm lan tiến lên phía trước ưu nhã chào hỏi xin chào các hạ xin chào lôi đức co giật khóe miệng có chút không quen cách chào hỏi nho nhã như vậy xin lỗi tính khí của thánh thú có chút cổ quái làm bẩn các ngươi rồi nguyệt thấm lan nói xin lỗi nhưng trên mặt cô lại không có chút thành ý nào cũng không tính toán đề cập đến việc rửa sạch thuyền cho bọn hắn không sao chuyện nhỏ mà thôi lôi đức lắc đầu nói hắn không cảm thấy người phụ nữ trước mắt dễ trêu chọc hắn nhớ kỹ đối phương là một trong những người đứng trên đầu rùa đen rõ ràng là cô ta có thân phận không tầm thường nguyệt thấm lan đưa tay ra hiệu huyền không cắt ở sau lưng ưu nhã nói các ngươi có thể tiến vào thành nghỉ ngơi một chút được lôi đức lên tiếng ánh mắt bị thu hút bởi dung mạo xinh đẹp của nguyệt thấm lan mời mọi người đi theo ta nguyệt thấm lan xoay người yêu kiều đi về phía huyền không cát đại an ti lộ ra thần tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nhóm hải tặc đang tới gần đề phòng bọn hắn có cử động khác thường đúng rồi nếu mọi người muốn đi vào phố buôn bán thì phải đăng ký tin tức và giao nộp giá thành phí chính là một viên tinh thạch ma thú cấp 3 nguyệt thấm lan xoay người lại ưu nhã nói bọn người lôi đức sửng sốt một chút, đi vào thành còn phải tốn tinh thạch ma thú. Đám hải tặc còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn của mình thì Nguyệt Thấm Lan đã tiếp tục nói. Nhưng chúng ta đã khiến các ngươi biến thành như vậy, cho nên lần này không thu giá thành phí, chỉ cần đăng ký tin tức là có thể đi vào. Lôi đức co giật khóe miệng, đành phải nuốt lời phàn nàn vào bụng. Lần này miễn phí vào thành, nhưng lần sau muốn vào thành vẫn phải giao. Đại An Ti nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Được, ta đã biết. Lôi đức lúng túng gật đầu. Lực chú ý của hắn đổ dồn vào đại an ti, ngay lập tức chấn động bởi bộ giáp cô ấy đang mặc. Ma cụ cao cấp. Đám hải tặc nhau nhau nhìn lại, tiếng hút khí lạnh lần lượt vang lên, trên mặt ai nấy đều tràn đầy sự hâm mộ và ghen tị. Mọi người đừng lãng phí thời gian ở đây. Nguyệt thấm lan xoay người lại và mỉm cười thúc giục. A, à. Tốt, chúng ta tới ngay trong lòng lôi đức căng thẳng vội vàng đuổi theo khi đăng ký tin tức đám hải tặc phối hợp đến khác thường không có người nào tỏ vẻ bất mãn trong suy nghĩ của lôi đức phải đăng ký tin tức thì mới có thể đi vào thành điều này càng cho thấy thành huyền vũ rất bí ẩn không phải ai muốn là có thể vào được nhưng hắn đã quên mất một chuyện bản thân hắn chính là hải tặc đám hải tặc đi theo nguyệt thấm lan đi qua những bậc thang dài và dừng lại trước sơn hải quan nơi này vẫn còn có một cửa thành khác. Lôi đức thấp giọng thốt lên. Đám hải tặc ngẩng đầu nhìn các thành phòng quân đang đứng canh gác trên tường thành cao ngất, cả đám không khỏi rụt cổ lại, có chút e ngại. Cái mũi của lôi đức khẽ giật, trong mắt co vào. Mùi máu ở nơi này thật dày đặc. Nguyệt Thấm Lan bất ngờ liếc lôi đức một cái, người này có thể ngửi được mùi máu tẩy lễ ở Sơn Hải Quan, chứng minh hắn vẫn có chút tài năng. Đi thôi. Nguyệt Thấm Lan vung tay lên. Lôi Đức do dự, càng ngày càng cảm thấy thành huyền vũ không đơn giản. Hắn cắn răng, cuối cùng quyết định nhắm mắt đuổi theo bước chân của Nguyệt Thấm Lan. Có Nguyệt Thấm Lan dẫn đường, đám hải tặc thuận lợi xuyên qua sơn hải quan, tiến vào phố buôn bán sạch sẽ và ngăn nắp. Đến rồi, nơi này chính là phố buôn bán. Nguyệt Thấm Lan dừng bước lại, xoay người nhìn về phía đám hải tặc. Qua, ở đây thật sạch sẽ, đám hải tặc kinh ngạc thốt lên, hết nhìn bên trái rồi lại ngó sang bên phải. Đây là mùi hương gì vậy? Thơm quá! Mới ngửi mùi thôi mà ta đã đói bụng rồi. Đám hải tặc nuốt nước miếng, tìm nơi tỏa ra mùi thơm. Các vị nên đi tắm rửa trước. Nguyệt thấm lan vỗ tay, dẫn đám người đi về phía tam tinh lâu. Dưới cái nhìn của nàng, những người này đều là dê béo chờ làm thịt, Trước khi đám hải tặc này rời đi phố buôn bán thì cần phải ép khô tinh thạch ma thú của bọn hắn. Cộp cộp cộp. Lôi đức cẩn thận mỗi bước đi, hắn thấy bên đường có cửa hàng bán thức ăn nhưng không dám dừng lại, chỉ có thể đi theo phía sau Nguyệt Thấm Lan. Lão đại, cửa hàng này có mùi thơm quá. Đám hải tặc hô hào. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã giới thiệu. Đây là tiệm mì, các ngươi có thể tự do hoạt động, muốn ăn cái gì thì có thể đi mua. Thì ra là vậy. Lôi đức chậm rãi gật đầu. Nguyệt Thấm Lan nhìn thoáng qua lôi đức, bình tĩnh nói. Đúng rồi, phố buôn bán có quy định thép, nghiêm cấm bất cứ hành động trái pháp luật, ví dụ như trộm, cướp, lừa gạt, đánh nhau, ẩu đả hay đại loại như vậy. Nếu như vi phạm thì sẽ thế nào? Giả phó tò mò hỏi một câu. Nhẹ thì phạt tiền rồi tống vào ngục giam, nặng thì treo thị chúng. Nguyệt Thấm Lan nói với giọng điệu lạnh nhạt lôi đức và đám hải tặc đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh bốc lên cái gọi là treo thì chúng không phải là mất mạng sao chỉ cần không trái với quy định thì các ngươi có thể sống rất tốt ở phố buôn bán nguyệt thấm lan nở nụ cười ưu nhã chúng ta đã biết lôi đức đáp lời với giọng điệu khô cằn ở lầu ba của tam tinh lâu giả phó đứng ở trước gian phòng trọ thứ nhất rồi giơ tay gõ cửa phòng gân cổ lên hỏi lão đại ngươi còn chưa tắm xong sao hắn và đám hải tặc tạm thời vào ở trong tam tinh lâu sau khi rửa sạch nước miếng dính nhớp trên người thì cả đám quyết định ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn cót két cửa phòng bỗng nhiên bị kéo ra tóc của lôi đức vẫn còn ẩm ướt đuôi tóc có nước nhỏ giọt hắn đen mặt nói ngươi gấp cái gì vội vàng chạy đi đầu thai à lão đại ngươi không đói bụng sao giả phó cười khan hỏi ta không đói cục cục cục. Lôi đức co giật khóe miệng, nhưng tiếng bụng kêu đã bán đứng hắn. Trên mặt của giả phó lộ ra vẻ trêu chọc, hắn nhếch môi cười nói. Lão đại, ngươi nói không đói nhưng sao bụng của ngươi kêu to thế? Cút! Lôi đức giơ tay gõ đầu giả phó, tức giận cười mắng một tiếng. Hắc hắc, lão đại, chúng ta mau ra ngoài tìm cái gì ăn đi. Giả phó cũng không giận, cười ha ha nói. Đi đi đi. Lôi đức miếng môi, nhớ lại những mùi hương mà hắn đã ngửi thấy ở phố buôn bán, thế là vội vàng lau tóc rồi đóng cửa phòng rời đi. Có kết. Hai người đi xuống lầu một, những tên hải tặc khác đã đợi sẵn ở trong sảnh. Giả phó nhìn quanh bốn phía, nghi ngờ hỏi. Người phụ nữ xinh đẹp kia đâu rồi? Phía sau quầy lễ tân, tiểu bội thanh thúy nói. Thư ký đại nhân còn có việc khác nên đi trước rồi, các ngươi có thể ra ngoài đi dạo một chút thì ra là vậy. Lôi Đức không nổi giận, xoay người sải bước đi ra phía ngoài. Đám người rời đi Tam Tinh lâu, đi theo mùi thơm về phía tiệm mì. Nhân viên bán hàng tiệm mì giật mình nhìn một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào rồi vây chật kín lầu 1. "Các vị, lầu 2 và lầu 3 vẫn còn vị trí, mọi người không cần phải đứng chờ như vậy đâu." Nhân viên bán hàng lễ phép nói. "Các ngươi có thể chia một vài người đi lên, ta đi lấy thực đơn cho mọi người." Khi phố buôn bán tiến hành thăng cấp cải tạo, cửa hàng đã được nới rộng rất nhiều, lầu 2 và lầu 3 cũng được đưa vào sử dụng. Lôi đức khoát tay, lớn tiếng nói. Được rồi, các ngươi đi lên tầng trên đi, đứng đứng cản đường nữa. Vâng. Đám hải tặc đáp lời, nhanh chóng đi lên lầu. Lôi đức và giả phó cùng với vài tên hải tặc có thực lực khá mạnh ở lại lầu 1, mọi người bắt đầu mở ra thực đơn trên tay. Nhìn cái tên có vẻ món nào cũng rất ngon giả phó do dự nói trong thực đơn có quá nhiều món hắn nhìn hoa cả mắt mỗi món mang lên một phần đi lôi đức dõng dạc nói nhân viên bán hàng mỉm cười nghiêm túc dò hỏi quý khách xác định chứ mỗi người kêu một phần các món có trong thực đơn đương nhiên là xác định rồi người bớt nói nhảm đi mau bưng thức ăn lên đây lôi đức không kiên nhẫn mà khép thực đơn lại vâng nhân viên bán hàng ngẩn người một lúc sau đó, cô ấy gật đầu, xoay người hô một câu. Mỗi món tới một chén, làm 60 phần ăn. Cái gì? Nhân viên trong phòng bếp thò đầu ra, trên mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Khách hàng mãnh liệt yêu cầu, ngươi cứ làm theo là được rồi. Đầu bếp nhàn nhạt nói. Được, ta đã biết. Đầu bếp nuốt nước bọt, thúc giục. Ngươi mau vào hỗ trợ đi, nhiều món như vậy một mình ta không thể làm hết được. Chờ một lát, Ta nhờ nhân viên cửa hàng bên cạnh đến giúp một tay. Nữ nhân viên phục vụ phất tay rồi vội vã rời đi tiệm mì. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một lát sau, nữ phục vụ kéo nhân viên tiệm mì thực khoai lang ở bên cạnh trở lại. Mấy người này điên rồi à? Gọi nhiều như vậy, bọn họ ăn hết sao? Có thể là người giàu có, chúng ta chỉ cần làm theo yêu cầu là được rồi. Nhân viên phục vụ thấp giọng trao đổi nhưng tốc độ nấu mì không hề chậm. Có khi nào bọn họ ăn xong rồi quyệt nợ không? Trên mặt đầu bếp lộ vẻ lo lắng. Nữ nhân viên bình tĩnh nói. Nếu bọn hắn dám ăn không trả tiền vậy thì đừng hòng rời khỏi phố buôn bán. Ta đã nhờ người liên lạc với đại nhân Hồ Tiên rồi. Vậy là tốt rồi. Đầu bếp nghe vậy mới yên tâm tiếp tục nấu nướng. Thơm quá. Cái mũi của lôi đức giật giật hắn ngửi thấy hương vị của mì chua cay. Chén thứ nhất là mì chua cay. Nhân viên phục vụ bưng bún chua cay ra ngoài rồi đặt từng chén xuống bàn trước mặt đám hải tặc. Trông có vẻ rất ngon. Hai mắt của giả phó phát sáng. Xì sụp. Lôi đức cầm đũa lên rồi gắp bún cho vào miệng, sau đó động tác trên tay và miệng không thể dừng lại được. Ưm ưm, ăn quá ngon. Hầu kết của hắn nhấp nhô, vùi đầu ăn từng ngụm lớn. Xì sụp xì sụp. Trong tiệm mì, tiếng hút bún vang lên liên tục. Sau khi ăn hết chén mì chua cay đầu tiên, chén mì rau củ thứ hai rau nhanh chóng được bưng lên. Lôi Đức vẫn chưa thỏa mãn, nói. Nhìn món này cũng rất ngon. Xì sụp. Tiếng hút mì lại vang lên lần nữa. Sau khi ăn xong chén mì rau củ thứ hai thì chén mì cà chua thứ ba được dọn lên bàn. Chén thứ tư là sủi cảo. Chén thứ năm là hoành thánh sa tế. Chén thứ sáu là mì trộn khô. Chén thứ bảy. Ờ, ta ăn không nổi nữa rồi. Lôi đức ở một cái, trong miệng tràn đầy vị cay. Bụng của hắn đã phình to, một hơi ăn bảy chén mì lớn, cho dù có thèm ăn cỡ nào thì đã không thể nuốt nổi nữa. Nữ phục vụ mỉm cười nói. Mỗi người còn có bảy chén chưa lên, tất cả đều nấu xong rồi. Vẫn còn bảy chén nữa. Lôi đức há to mồm, trong miệng còn nửa cái sủi cảo chưa nuốt xuống giả phó lộ ra vẻ mặt đau khổ ngượng ngập nói lão đại đúng là mấy món này rất ngon nhưng ta thật sự ăn không vô hắn ăn tới chén thứ năm đã no rồi trước mặt còn có hai chén mì chưa đụng đến lão đại chúng ta cũng không ăn nổi nữa những tên hải tặc khác cũng nhao nhao mở miệng khóe miệng của một tên còn mang theo mì sợi ta có thể hủy bỏ những món còn lại không Khóe mắt của Lôi Đức nhảy lên, cười gượng nhìn về phía nữ nhân viên phục vụ. "Không được, tất cả đều đã nấu xong rồi, không thể hủy bỏ." Cô ấy chỉ tay về phía bàn chuẩn bị thức ăn ở sau lưng, bên trên bày kín những cái chén lớn. "Vậy thì không ăn nữa?" Trên mặt của Lôi Đức lộ tiếc núi. Nữ phục vụ nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể hỗ trợ đóng gói, các ngươi mang về ăn, không nên lãng phí." "Như vậy cũng được." Lôi đức không thèm để ý mà phất tay. Đóng gói mang về. Nữ nhân viên quay đầu hô một tiếng. Cô ấy xoay người lại rồi ra hiệu tờ giấy trong tay. Bỏ đi số lẻ, các vị đã tiêu phí tổng cộng là 5.000 khối tinh thạch ma thú cấp 2. Cái gì? Lôi đức kinh ngạc thốt lên, nửa cái sủi cảo trong miệng rớt xuống bàn. Giả phó lộ ra vẻ mặt hoang mang, khiếp sợ nói. Chúng ta chỉ ăn mấy chén mì thôi mà phải trả 5.000 khối tinh thạch ma thú cấp 2. Một chén mì là 7 khối tinh thạch ma thú cấp 2, có vài món đắt hơn một chút. Nữ phục vụ lấy bàn tính ra rồi gãy lách cách tính tiền. Các vị tổng cộng có 60 người, mỗi người kêu 14 chén mì, cho nên giá như vậy là đúng rồi. Bàn tính tất nhiên là tác phẩm của một lương, nó giúp mọi người tính toán thuận tiện và nhanh chóng hơn khi có giao dịch lớn. Lôi đức tức giận trừng mắt hô to. Cái giá cắt cổ như vậy, các ngươi là hắc điếm sao?" Giả phó đen mặt nói. "Đúng rồi, tại sao một chén mì lại mắc như vậy chứ?" "Xin quý khách đừng nói như thế, trong thực đơn đều có ghi giá cả rõ ràng." Nữ phục vụ nhẫn nại giải thích. "Hiện tại, mì đã được cải tiến, thịt và nước dùng cùng với những loại nguyên liệu khác đều không phải là hàng rẻ tiền. Dù sao thì đại lục mới và đại lục cũ không giống nhau, rau quả ở đại lục cũ rất trân quý." nhưng đại lục mới lại rất rẻ, cho nên nguyên liệu phải thay đổi. Ví dụ như thịt để làm nhân thịt trong sủi cảo là của hung thú cấp 3, thậm chí còn có thịt hung thú cấp 5, cộng thêm bột mì và các nguyên liệu khác được lĩnh vực sinh mệnh thúc đẩy sinh trưởng, nếu ăn thường xuyên có thể tăng cường khí huyết. Cho nên không có cửa hàng nào ở thành huyền vũ là rẻ cả. Giả phó nghe vậy cầm thực đơn lên, quả nhiên tìm thấy giá cả đằng sau các món ăn. Mì chua cay, 7 viên tinh thạch ma thú cấp 2 hoặc 7 viên tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng. Giả phó quay đầu lúng túng nói. Lão đại, thật sự có ghi giá cả. Cộp cộp cộp. Những tên hải tặc ở lầu 2 và lầu 3 nghe thấy âm thanh cho nên kéo nhau xuống lầu 1. Chúng ta mới vừa ăn 5.000 viên tinh thạch ma thú cấp 2. Không thể nào, ta chỉ ăn 5 chén mà thôi, sao có thể mắc như vậy được. Đám hải tặc giật mình, trừng mắt nhìn chầm chầm nhân viên tiệm mì nữ phục vụ nhẫn nại nói ta có thể tính lại cho các ngươi xem ta thật sự không có tính toán sai ngươi tính đi giả phó hất hàm mặt mũi tràn đầy không tin được nữ nhân viên bất đắc dĩ cô lại lấy ra bàn tính ngón tay gõ lách cách rồi viết số tiền trên giấy bằng bút chì lôi đức và giả phó tiến lên trước nhìn nhưng lực chú ý của bọn hắn hoàn toàn bị thu hút bởi bàn tính và bút chì đây là cái gì giả phó tò mò hỏi đây là bàn tính nữ phục vụ thuận miệng lên tiếng không có tâm trạng giải thích bàn tính là cái gì giả phó truy hỏi cái này có thể tính sổ sách sao nữ nhân viên khẽ hất hàm kiêu ngạo gật đầu nói đương nhiên rồi đây là phát minh của thành chủ đại nhân có nó cho dù con số có phức tạp đến đâu thì chúng ta cũng có thể tính rõ ràng nghe có vẻ rất lợi hại giả phó cảm thấy hứng thú nói hắn nhìn nhân viên bán hàng thao tác nhanh chóng trên bàn tính trong lòng rất hiếu kỳ nguyên lý hoạt động của thứ này lôi đức vươn tay nghịch cây bút chì trong tay nhân viên bán hàng tò mò hỏi còn đây là cái gì bút chì nữ phục vụ kiên nhẫn không trừng mắt với lôi đức trong lòng khuyên nhủ bản thân không nên tức giận có bán không lôi đức đoạt lấy bút chì rồi cầm nó thưởng thức khóe mắt của nữ nhân viên nhảy lên Cô đoạt lại bút chì, nặng ra một nụ cười và nói: "Có, bên trong tiệm tạp hóa có bán." Tiệm tạp hóa là cửa hàng mới mở, mặt tiền lớn gấp hai lần tiệm mì, bên trong bán một ít tạp hóa như bút chì, giấy, đồng hồ cát, vân vân. Lôi Đức đen mặt nói: "Vậy lát nữa đi mua một ít, tiệm tạp hóa ở đâu?" "Đi ra ngoài quẹo trái 100m là thấy." Nữ phục vụ gượng cười, cô cúi đầu cầm bút chì tiếp tục tính sổ sách. Lách cách. Sau 5 phút, cô ấy đặt bàn tính và bút chì xuống, nghiêm túc nói. Được rồi, ta không có tính toán sai, chính xác là 5.200 viên tinh thạch ma thú cấp 2. Cái giá này quá mắc rồi. Lôi đức nghiến răng nói. Không phải là hắn không có đủ tinh thạch ma thú, mà là hắn nghĩ rằng phải bỏ ra tinh thạch ma thú nhiều như vậy cho một bữa ăn là thực sự quá mắc. Nữ nhân viên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói. Không mắc, thức ăn ngon như vậy, rất đáng giá. Lôi đức á khẩu không trả lời được. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói ưu nhã vang lên ở trước cửa ra vào. Hồ Tiên yêu kiều đi vào tiệm mì, phía sau lưng còn có hai tên hộ vệ trung ương đi theo. Đại nhân Hồ Tiên. Nữ phục vụ vội vàng cung kính hành lễ, trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lôi đức vừa nhìn thấy cô gái đuôi hồ ly thì hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn than nhẹ một tiếng. Hồ Tiên, thật là cái tên kỳ lạ. Giả phó trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên thốt lên. "Lão đại, người phụ nữ này thật xinh đẹp. Đây là lần đầu ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy." Đám hải tặc hưng phấn, hai mắt lóe sáng như bầy sói trong đêm. Nữ nhân viên đảo mắt một vòng, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, bọn hắn ăn mì xong muốn quyệt nợ." "Quyệt nợ?" Hồ Tiên cau mày hỏi lại, đôi mắt đỏ rực lập tức lạnh như băng lôi đức trừng nhân viên bán hàng một cái cười làm lành nói đừng nghe cô ta chẳng qua là ta cảm thấy giá cả hơi đắt đỏ một chút không phải là muốn trốn nợ hắn không muốn bị mất mặt trước cô gái đuôi hồ ly là đàn ông ai lại muốn mất mặt trước một người phụ nữ xinh đẹp chứ hồ tiên vất tay nhàn nhạt nói vậy được rồi các ngươi thanh toán tiền trước đi a à, hiện tại ta không mang nhiều tinh thạch ma thú như vậy lôi đức giơ tay sờ túi bên trong chỉ có vài viên tinh thạch ma thú cấp 3. Cho nên, đôi mắt đẹp của hồ tiên hiếp lại, tám chiếc đuôi hồ ly sau lưng ngừng lắc lư. Lôi đức vội vàng nói. Đừng nóng vội, ta sẽ đưa tiền. Hắn xoay người nhìn đám thuộc hạ hải tặc của mình, lớn tiếng nói. Tất cả nộp tinh thạch ma thú ra đây, nhanh lên. Ở vùng đất mới, tiền tệ lưu hành chính là tinh thạch ma thú và tiền vàng, bạc, đồng, điều này rất khác với cách thức lấy vật đổi vật ở đại lục cũ trước khi rùa đen tiến vào đại lục mới trong khoảng thời gian ở trong kênh sương mù thì phố buôn bán đã tiến hành điều chỉnh và cải tiến các nhân viên cũng đã trải qua quá trình đào tạo thống nhất vâng đám hải tặc bắt đầu lục lọi túi áo và túi quần sau đó đặt toàn bộ tinh thạch ma thú lên trên bàn ăn nữ phục vụ đi lên trước bắt đầu đếm tinh thạch ma thú rồi phân loại từng viên theo những cấp khác nhau không đủ Hồ Tiên nhìn thoáng qua mặt bàn, trong lòng đã tính ra được con số đại khái. Trên người chúng ta đã hết sạch tinh thạch rồi, ta lập tức phân phó thuộc hạ trở lại thuyền lấy. Lôi Đức gật đầu, sau đó quay lại thúc giục thuộc hạ. "Giả phó, ngươi mang hai người trở về lấy một ít tinh thạch ma thú tới đây." "Vâng." Giả phó mang theo hai tên hải tặc, xoay người vội vã rời đi tiệm mì. Cảm xúc của Hồ Tiên khôi phục lại vẻ ưu nhã, một chiếc đuôi hồ ly che khuất nửa khuôn mặt lúc này mới khiến cho những tên hải tặc hoa si kia trở lại bình thường. Lôi Đức hất cầm lên, phách lối nói. Ta tên Lôi Đức, là một chiến sĩ cấp 7. Ừ, thật là lợi hại. Trong mắt Hồ Tiên lộ ra ý cười. Hai tên hộ vệ khu trung ương đứng sau lưng cô liếc nhìn nhau, lập tức thấy được sự trào phúng trong ánh mắt của đối phương. Nữ phục vụ lẩm bẩm một câu. Đại nhân Hồ Tiên đã là cao thủ cấp 8 rồi, hắn đắc ý cái gì chứ? Cô tự nhận là âm thanh rất nhỏ, nhưng không ngờ Lôi Đức đã nghe hết không sót một chữ. Đôi mắt của Lôi Đức trừng lớn, ngạc nhiên hỏi. Ngươi là cấp 8 sao? Đúng rồi. Hồ Tiên hơi gật đầu. Vậy à, ha ha ha, rất mạnh. Lôi Đức cượng cười vài tiếng, ngón chân co quắp vì xấu hổ. Trong lòng những tên hải tặc khác đều run rẩy, lập tức nuốt lại những lời nói đùa giỡn. Cộp cộp cộp. Hơn 10 phút sau, giả phó trở về rồi đặt một cái túi lớn lên bàn. Đếm đi. Lôi đức khí phách nói, dáng dấp tài đại khí thô. Nữ phục vụ mở túi ra, đếm đủ 590 viên tinh thạch ma thú rồi cục túi lại. Đại nhân, bọn họ đã thanh toán xong rồi. Nữ nhân viên cung kính nói. Rất tốt. Hồ Tiên hài lòng gật đầu. Hì hì, Hồ Tiên, hiện tại ngươi đã hài lòng chưa? Lôi Đức cười nói đừng gọi tên của ta trong mắt hồ tiên lộ ra một tia lạnh lẽo giọng điệu khi lôi đức gọi tên cô khiến cô rất khó chịu vừa nghe đã cảm thấy đối phương không có ý tốt rồi lôi đức lùi lại một bước lúng túng nói vậy thì ta phải gọi ngươi như thế nào ta là người quản lý phố buôn bán ngươi có thể gọi ta là hồ đại nhân hồ tiên bình tĩnh mở miệng hồ đại nhân lôi đức hơi nhíu mày nếu không có chuyện gì khác thì ta đi đây." Hồ Tiên phất tay rồi bước ra ngoài. "Chờ đã, ta còn có một việc." Lôi Đức vội vàng hô to. "Hồ Tiên quay đầu hỏi. "Chuyện gì?" Trong mắt của Lôi Đức xoay tròn, nghiêm túc nói. "Nếu ngươi là người quản lý phố buôn bán, chắc có thể mang bọn ta đi dạo xung quanh, tìm hiểu phố buôn bán phải không? Nếu như ngươi muốn mua sắm thì ta có thể dẫn ngươi đi." Hồ Tiên bình tĩnh nói. Đương nhiên là muốn mua sắm rồi." Lôi Đức gật đầu không chút do dự. Khóe môi của hồ tiên được che giấu dưới đuôi cong lên, cô ưu nhã nói. "Vậy thì đi thôi, chúng ta đến Trân Bảo Lâu." "Đừng nghĩ tới việc cùng cô đi dạo phố, nhưng cô có thể tiện đường dẫn bọn hắn đến Trân Bảo Lâu." Sau khi tiến vào Trân Bảo Lâu, nếu không ép cô khô tinh thạch ma thú trên người bọn họ, vậy cô không gọi là hồ tiên. Khu vực trung ương, thành Huyền Vũ mục lương mang theo bạch sương và ly nguyệt trở lại cung điện anh quay đầu hỏi bạch sương các hạ ngươi biết làm cách nào để đến được vương quốc hải đinh không trên mặt của bạch sương lộ vẻ lúng túng cô nhỏ giọng nói ta không có bản đồ đường đi cho nên không biết nếu là như thế vậy thì chúng ta chỉ có thể đi hỏi những tên hải tặc kia thôi mục lương ôn hòa nói là hải tặc chắc bọn hắn sẽ hiểu rõ về các quốc gia dọc theo đường bờ biển hồ tiên đang ở phố buôn bán liên nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng mục lương gật đầu nói ừ vậy thì để hồ tiên hỏi thăm bọn hắn một chút liên nguyệt thanh thúy đáp ta đi liên lạc trân bảo lâu dứt lời cô cất bước đi tới phòng liên lạc bạch sương do dự một chút cuối cùng vẫn tò mò hỏi mục lương các hạ liệu tiểu huyền vũ có lên bờ sau khi đến vương quốc hải đinh không cô đã đọc du ký mạo hiểm do ngải lị na viết lúc rảnh rỗi cũng thường trò chuyện với các tiểu hầu gái cho nên cô biết trước kia rùa đen cuộc sống ở trên đất bằng nó chỉ mới xuống biển hai tháng gần đây nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì tiểu huyền vũ sẽ không lên bờ một lương nhàn nhạt trả lời hình thể của rùa đen quá lớn nếu như lên bờ thì sẽ gây thiệt hại quá lớn phá núi để mở đường sao hay là phá hủy cả một tòa thành để mở đường chấn động gây ra bởi các bước đi của rùa đen có thể tạo thành thảm họa cho các khu dân cư gần đó. Vậy là tốt rồi. Bạch Sương thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng vương quốc Hải Đinh không nhỏ, nhưng nếu rùa đen lên bờ thì chỉ cần vài ngày là nó có thể sang bằng toàn bộ lãnh thổ của vương quốc. Ngươi đang lo lắng cái gì à? Mục Lương cười hỏi. Không có, không có gì hết. Bạch Sương lắc đầu ngoài ngoại, cô chợt nhớ tới cái gì đó, ông mặt kêu trên. A, à, ta quên mất. Quên cái gì? Mục Lương hơi nhướng mày. Bạch Sương thở dài rồi nói, "Ta quên nhờ các cô ấy hỏi thăm đám hải tặc kia về tình hình hiện tại ở vương quốc Hải Đinh. Ta sẽ bảo hồ tiên giúp ngươi hỏi một chút." Mục Lương nói với giọng rõ ràng, "Có thật không?" Bạch Sương ngẩng đầu, mờ mịt nhìn đối phương. "Anh không thèm để ý mà nói. Đây chỉ là việc nhỏ." Với ta mà nói không phải." Bạch Sương đáp với vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. "Được thôi." Mục Lương mỉm cười, vô thức giơ tay xoa đầu Bạch Sương. Cô sửng sốt, bàn tay đang đặt trên đầu khiến cô ngơ ngác một chút. "Khụ, xin lỗi, ta quen tay." Mục Lương ho nhẹ vài tiếng. Anh thầm mắng bản thân, bình thường xoa đầu cô gái tai thỏ quá nhiều cho nên tạo thành thói quen rồi. "Không sao đâu." Vành tai của Bạch Sương ửng đỏ. Không biết vì sao, cô không chán ghét tiếp xúc gần gũi với Mục Lương, trái lại trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái mà cô chưa từng trải qua. Tai của ngươi hơi đỏ thì phải. Mục Lương trêu ghẹo một câu. Làm gì có, ngươi nhìn nhầm rồi. Khuôn mặt của Bạch Sương càng đỏ hơn, nàng xoay người chạy như bay ra bên ngoài. Bạch Sương trở lại chỗ ở của mình, nàng trở tay đóng cửa phòng rồi dựa vào cánh cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chẳng lẽ ta thích một lương sao trên mặt của cô lộ vẻ nghi ngờ nhưng mặt cô lại càng lúc càng đỏ cha sẽ chấp nhận chuyện này sao cô ôm đầu ngồi sụp xuống đôi mắt màu vàng tím mờ mịt một lương có thích ta không cô đắm chìm trong thế giới của mình ảo tưởng cùng một lương dắt tay đi vào cung điện kết hôn và sinh con trong thư phòng một lương đột nhiên hắt hơi một cái kỳ quái có ai đang nói xấu ta sao anh nghi ngờ nói thầm một tiếng. Một lương nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra cái gì, thế là anh lấy giấy bút ra, tiếp tục biên soạn tài liệu giảng dạy mới. Trước khi Hồ Tiên dò hỏi được vị trí của Vương quốc Hải Đinh thì rùa đen sẽ phải dừng lại nơi này một đoạn thời gian. Cộp cộp cộp. Nguyệt Thấm Lan trở về từ phố buôn bán, cô đẩy cửa thư phòng rồi đi tới bên cạnh Mục Lương. Anh ngước mắt hỏi. Ngươi tới rất đúng lúc, giày cao su, gốm sứ và những thứ khác đã sản xuất được bao nhiêu rồi. Sản xuất giày cao su rất đơn giản, các kích cỡ khác nhau tổng cộng lại đã có 7.000 đôi. Nguyệt Thấm Lan lấy ra cuốn sổ ghi chép, lật vài tờ rồi nói. Số lượng gốm sứ tinh phẩm vẫn không nhiều, bây giờ chỉ mới có 100 bộ. Tơ lộ có 400 thớt và hơn 500 bộ quần áo may sẵn. Nguyệt Thấm Lan báo cáo công tác khoảng 20 phút, các loại hàng hóa cho việc mở bán ở đại lục mới đã được chuẩn bị xong xuôi trà tinh thần có thể chuẩn bị thêm một ít, không nhất định phải bán ngay, dự trữ trước là được. Mục lương bình thản nói. Trà thụ sinh mệnh lớn lên rất nhanh, vừa mới ngắt một đợt thì ngay lập tức mọc ra những chiếc lá mới. Được, ta đã biết. Nguyệt thấm lan gật đầu. Dày cao su và những thứ khác tiếp tục gia tăng sản lượng. Mục lương tiếp tục phân phó. Chúng ta không đủ nhân viên, chỉ có thể nhiều như vậy thôi. Nguyệt thấm lan nhúng vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mục lương hỏi rõ ràng bên căn cứ trung chuyển thì sao cây cao su bên đó mới vừa trưởng thành sản lượng cao su chưa cao nguyệt thấm lan giải thích mục lương chậm rãi gật đầu ừ ta biết rồi ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi mấy ngày nay ngươi ngủ rất ít phải không nguyệt thấm lan vén mái tóc lòa xòa trước trán của mục lương sang hai bên không mệt trái lại còn rất tinh thần Mục Lương cười một tiếng, vươn tay kéo Nguyệt Thấm Lan vào lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc đặt chân đến đại lục mới thì anh sẽ trở nên phấn khích vô cùng, như thể anh đã nhìn thấy tinh thạch ma thú cùng cuộn bay về phía mình. Ta đã nhận ra rồi. Nguyệt Thấm Lan dịu dàng cười nói, cô áp tay vào ngực của Mục Lương, lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng của anh. Cốc cốc cốc. Mục Lương. Có tiếng gõ cửa truyền tới, sau đó là giọng nói của Ly Nguyệt vang lên. Vào đi. Mục Lương đáp. Nguyệt Thấm Lan rời khỏi vòng tay của Mục Lương và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cót két. Cửa thư phòng bị đẩy ra, cô gái tóc bạc bước vào trong, nhỏ giọng nói. Mục Lương, Hồ Tiên truyền tin tức trở về, nói là đã hỏi thăm được tin tức của Vương quốc Hải Đinh. Nói đi. Mục Lương ngã người ra sau. Vương quốc Hải Đinh bị Thủy Triều Ma Thú công kích, thiệt hại rất thảm trọng, Hoàng Cung vẫn ổn. Ly Nguyệt thuộc lại tin tức truyền về. Cô gái đuôi hồ ly mang đám hải tặc đến Trân Bảo Lâu, trong khi ép khô tinh thạch ma thú trên người bọn hắn thì cô nhân tiện hỏi thăm về chuyện của Vương quốc Hải Đinh. Nguyệt Thấm Lan vội vàng hỏi. Quốc vương không có việc gì chứ? Điều này thì ta không biết. Ly Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Được rồi, ngươi đưa tin tức này cho Bạch Sương đi. Mục Lương ôn hòa nói. Được. Ly Nguyệt gật đầu đáp ứng. Mục lương nhàn nhạt hỏi. Vậy còn bản đồ đường đi thì sao? Cái này thì Hồ Tiên vẫn còn đang dò hỏi. Ly Nguyệt Thanh Thúy đáp. Mục lương bình tĩnh lên tiếng. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây một đoạn thời gian. Liên Nguyệt gật đầu, một lúc sau lại lạnh lùng nói. Theo ý của ta, chỉ cần tóm lấy tên thủ lĩnh hải tặc kia rồi để A Đắc Trúc thôi miên hắn, lúc đó có thể hỏi bất cứ thứ gì. Nguyệt Thấm Lan ngồi bắt chéo hai chân, cô ưu nhã lắc đầu, đáp. Không được, bọn hắn không có gây chuyện, không thích hợp làm như vậy. Thành huyền vũ muốn làm ăn kiếm tiền, có đôi khi danh tiếng rất quan trọng. Ta chỉ đề nghị như vậy thôi. Ly Nguyệt nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Mục Lương suy nghĩ một chút, nói. Chờ bọn hắn gây sự rồi động thủ bắt lại cũng không muộn. Được, ta sẽ phân phó người theo dõi bọn hắn. Ly Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Mục Lương nói một cách đầy ẩn ý. Bọn hắn là hải tặc, chắc chắn sẽ có lúc phạm sai lầm. Đúng vậy, bọn hắn cũng không khác đạo tặc cho lắm. Ly Nguyệt đáp, cô cảm thấy hải tặc và đạo tặc ở đại lục cũ có rất nhiều nét tương đồng. Nguyệt Thấm Lan mỉm cười hỏi một câu. Các ngươi nói xem, trong hải tặc sẽ có người tốt sao? Có khả năng, nhưng khẳng định còn thưa thất hơn cả cường giả cấp 11. Liên Nguyệt trợn trắng mắt, đã làm hải tặc rồi, sao có thể là ngươi tốt nữa chứ? Chỉ cần làm chuyện xấu thì đó chỉ là vấn đề giữa chủ động và bị động, tội lớn và tội nhỏ thôi, nhưng suy cho cùng vẫn là làm chuyện xấu. Vù vù vù. Ban đêm, trên biển Đại Đinh, gió biển lạnh thấu xương thổi qua. Bên dưới ánh trăng, một chiếc thuyền lớn khoảng 30 mét đón gió đi tới trước. Nguyệt Thấm Di đứng ở mũi thuyền, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hai tay nàng chống lên lan can, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào ánh trăng mông lung ngoài khơi. Đã 13 ngày kể từ khi cô ra biển, kỳ hạn nửa tháng mà Đại sư Nghi Luân nói đã sắp hết. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được Bạch Sương. Nguyệt Thấm Di nhíu mày, thần sắc có chút mệt mỏi, thở dài rồi thì thầm với chính mình. Thời gian không còn nhiều lắm. Nghi Luân chưa bao giờ xem bói thất bại, Nguyệt Thấm Di vẫn tin tưởng lời hắn nói và quyết định đợi thêm hai ngày nữa. Ánh mắt của Nguyệt Thấm Di lấp lóe, Đại sư Nghi Luân từng nói không bao lâu nữa cô sẽ gặp lại được người thân cận nhất. Người thân cận với ta nhất, ngoại trừ em gái và phi nhan chẳng lẽ còn có người khác sao? Cô nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nơi này chính là đại lục mới, theo lẽ thường thì Nguyệt Thấm Lan và Nguyệt Phi Nhan rất khó có thể xuất hiện ở đây, vậy thì người mà Nghi Luân nói là ai? Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân truyền đến, thuyền trưởng đi lên bông và chậm rãi bước tới mũi thuyền. Nguyệt Thấm Di quay đầu hỏi. Kiệt Vũ Phu, có chuyện gì sao? Kiệt Vũ Phu chậm rãi nói. Quý cô Nguyệt Di, đêm đã khuya rồi, ngươi nên vào trong nghỉ ngơi đi. Thuyền trưởng là một ông lão ngoài 60 tuổi, lão có một bộ râu hoa râm và quả đầu kiểu địa trung hải, PS hói. Kiệt Vũ Phu là thuyền trưởng của chiếc thuyền lớn này, lão đã từng là một vị kỵ sĩ. Nguyệt Thấm Di muốn ra khơi, vì để đảm bảo an toàn và giữ bí mật, cô đã thuê lão ta ngủ không được. Nguyệt thấm di lắc đầu. Kiệt vũ phu tò mò hỏi. Ngươi đang có tâm sự à? Đúng vậy. Nguyệt thấm di gật đầu. Kiệt vũ phu cười nói. Ngươi có thể nói chuyện với ta, biết đâu ta có thể giúp được ngươi. Nguyệt thấm di do dự một chút, sau đó dứt khoát nói. Ta đang tìm kiếm một người, có thể cô ấy sẽ xuất hiện ở biển Đại Đinh. Tìm ai? kiệt vũ phu buộc miệng hỏi một câu đáy mắt của nguyệt thấm di lóe lên tia sáng cô chỉ mỉm cười không nói câu nào kiệt vũ phu hiểu ý không tiếp tục dò hỏi trước khi rời đi hắn còn giải thích một câu đi thuyền vào ban đêm quá nguy hiểm hừng đông chúng ta sẽ tiếp tục đi tới ta hiểu rồi nguyệt thấm di gật đầu nghi luôn nói trong vòng nửa tháng tới cô sẽ có cơ hội gặp được bạch sương như vậy cô cũng không cần phải nóng vội lên đường Cô ở trên bông thuyền thêm 2 giờ nữa, khi đã buồn ngủ thì cô mới quay trở lại buồn nhỏ trên tàu. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì con thuyền đã bắt đầu tiếp tục tiến lên trước. Cộp cộp cộp. Cô dùng bữa sáng đơn giản sau đó đi lên bông thuyền, tiếp tục quan sát mặt biển xung quanh. Lúc này, Kiệt Vũ Phu đang cầm dẻ ướt nhẹ nhàng trà lau lan can thuyền, động tác nâng niu giống như là đang đối đãi một đứa bé. Đối với một ông lão neo đơn như Kiệt Vũ Phu, chiếc thuyền này chính là chỗ dựa cuối cùng của lão nguyệt thấm di giơ tay chào hỏi chào buổi sáng thuyền trưởng phu buổi sáng tốt lành tiểu thư nguyệt di xinh đẹp kiệt vũ phu ngẩng đầu rồi đáp lại bằng một nụ cười hòa ái vẻ mặt của lão trở nên nghiêm túc hơn hàng giọng hỏi đúng rồi tiểu thư nguyệt di phía trước là kênh sương mù người xác định còn muốn tiếp tục đi tới trước sao? nhanh như vậy đã đến kênh sương mù rồi Nguyệt Thấm Di sửng sốt một chút. Dựa theo tốc độ bình thường của một con thuyền lớn, nếu như thuận gió thì cũng cần phải mất khoảng 20 ngày mới có thể đến kênh sương mù. Kiệt Vũ Phu khẽ hất hàm, kiêu ngạo nói. Mặc dù thuyền của ta nhỏ một chút, nhưng tốc độ lại vượt xa những con thuyền buôn kia gấp mấy lần. Khi mua con thuyền lớn này, hắn đã đặc biệt nhờ bạn tốt là ma pháp sư tiến hành cải tạo thân thuyền và vẽ ma pháp trận trợ giúp tăng tốc. Thì ra là như thế. Nguyệt thấm di như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Cho nên ngươi còn muốn tiếp tục đi tới trước không? Kiệt vũ phu lại hỏi một câu. Tất nhiên rồi. Nguyệt thấm di gật đầu không chút do dự. Nghi Luân đã chỉ hướng để cô tìm Bạch Sương, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Kiệt vũ phu nghiêm mặt nói. Được rồi, nhưng chúng ta không thể tiến lại quá gần, như vậy rất dễ bị bảo cuốn đi. Nguyệt thấm di thanh thúy nói. Ta biết ta sẽ không để cho các ngươi phải mạo hiểm. Được. Kiệt Vũ Phu nghe được lời này mới thả lỏng trở lại, sau đó nhanh chóng xoay người trở về phòng điều khiển. Con thuyền lớn tiếp tục đi về phía trước, hơn 2 giờ sau, Nguyệt Thấm Di đứng ở mũi thuyền đã nhìn thấy một bầu trời xám xịt ở phía xa. Trên cột buồm, hoa tiêu hiếp mắt lại, cố gắng muốn nhìn rõ trên mặt biển có thứ gì. Lão nhìn thấy sương mù nối liền bầu trời, thấy được bão tố gào thét, sấm sét chớp lóe liên miên không ngớt còn thấy được một hòn đảo cực lớn. Hoa tiêu cúi đầu hô to. Thuyền trưởng, ta nhìn thấy kênh sương mù và một hòn đảo lớn. Đảo. Kiệt vũ phu bước ra phòng điều khiển, kinh ngạc nói. Không đúng, ta nhớ không có hòn đảo nào trên tuyến đường này cả, ngươi xác định không phải là mình bị hoa mắt chứ. Không thể nào, hòn đảo kia quá lớn, ta tuyệt đối không thể nào nhìn lầm được. Hoa tiêu nói bằng giọng điệu chắc chắn kiệt vũ phu cao mày lẩm bẩm vậy chẳng lẽ chúng ta đi nhầm hướng rồi sao có lẽ là không phải đâu hai mắt của nguyệt thấm di sáng lên trong đầu cô vang lên lời nói của nghi luân rất có thể bạch sương đang ở trên hòn đảo kia liền nghiêm giọng nói kiệt vũ phu chúng ta cho thuyền qua bên đó đi ta muốn lên đảo ngươi xác định chứ cảm xúc trên mặt kiệt vũ phu trở nên nghiêm túc lão mở miệng khuyên bảo ngươi phải biết rằng đó là một hòn đảo xa lạ tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng ta không sợ thực lực của ta rất mạnh nguyệt thấm di tự tin nở nụ cười được thôi vậy ta đưa ngươi đến đó kiệt vũ phu không nói thêm gì nữa lão ra lệnh thuyền viên chuyển hướng lái về phía hòn đảo thần bí ào ào sau khi con thuyền chậm rãi tới gần tất cả mọi người mới biết hòn đảo mà hoa tiêu nhắc tới lớn đến mức nào nó quá lớn hai mắt của kiệt vũ phu trợn tròn trong lòng của lão hiện lên sự nghi ngờ một hòn đảo to lớn như vậy không thể nào đến bây giờ mới có người phát hiện hơn nữa không có bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của nó trên bản đồ lộ trình thuyền trưởng hòn đảo này cho ta cảm giác không giống như một hòn đảo hoa tiêu thấp giọng nói ngươi đừng có nói nhảm kiệt vũ phu trừng mắt nhìn hoa tiêu sau đó lớn tiếng ra lệnh di chuyển thuyền tới gần thêm một chút vâng các thuyền viên đồng thanh đáp lại khi con thuyền đến gần hơn mọi người đã có thể nhìn thấy tường thành cao vút ở trên đảo xung quanh còn có một màn sương mù bảy màu có kiến trúc nghĩa là trên đó có người nguyệt thấm di chấn động tinh thần cô càng ngày càng cảm thấy công chúa bạch sương nhất định đang ở phía trên thuyền trưởng ta nhìn thấy thuyền hải tặc Hoa tiêu kinh ngạc thốt lên. Ngón tay của hắn chỉ về phía trước, tại bến cảng của hải đảo có hai chiếc thuyền hải tặc đang đậu cạnh nhau, tất cả đều lớn hơn con thuyền của kiệt vũ phu một kích cỡ. Không ổn rồi. Chẳng lẽ nơi đây là địa bàn của bọn hải tặc? Kiệt vũ phu biến sắc, trong giọng nói có chút hốt hoảng. Nguyệt thấm di cao mày, cơ thể nhảy lên đứng ở trên lan can. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi xem một chút. Cô bỏ lại một câu sau đó thả mình nhảy xuống biển. Ào ào. Nước biển dưới chân Nguyệt Thấm Di dâng lên, nâng nàng tới gần hải đảo. Tiểu thư Thấm Di, xin hãy chú ý an toàn. Kiệt vũ phu hô to. Nguyệt Thấm Di phất tay, lực chú ý đều đặt ở trên hai con thuyền hải tặc, tay cô nắm chặt thành quả đấm, nguyên tố nước bao quanh cơ thể. Nguyệt Thấm Di đến gần thuyền hải tặc, phát hiện thân thuyền rất bẩn, giống như bị thứ gì đó xối ướt cô cao mày, mũi chân nhúng nhẹ một cái và đáp xuống lan can thuyền hải tặc. Trên thuyền trống rỗng, không có một bóng người. Có ai không? Nguyệt thấm di lạnh nhạt lên tiếng. Yên tĩnh, không có người nào đáp lời. Không có ai sao? Nguyệt thấm di nhíu mày sâu hơn, đám hải tặc này quá bất cẩn, không biết lưu lại một người trong chừng thuyền sao. Cộp cộp cộp. Không đợi Nguyệt Thấm Di tiếp tục mở miệng thì đã có người vội vàng chạy ra khoang thuyền tên hải tặc nhận nhiệm vụ canh gác vừa nhìn thấy nguyệt thấm di trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác nghiêm mặt hỏi ngươi là ai ta đến đây để hỏi một vài chuyện nguyệt thấm di bình tĩnh đáp đi 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 đừng lãng phí thời gian của ta tên hải tặc trẻ tuổi xua tay với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nguyệt thấm lan nhẹ nhàng thở dài nhẫn nhịn nói các hạ ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề mà thôi không định làm gì ngươi cả Tên hải tặc trẻ tuổi cười chế nhạo một tiếng, sau đó buông lời đe dọa. Ta không muốn trả lời ngươi, tốt hơn là ngươi nên nhanh chóng đi chỗ khác, còn không thì đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây nữa. Đôi mắt màu xanh nước biển của Nguyệt Thấm Di hiếp lại, khí thế cấp 8 khuếch tán ra xung quanh rồi đánh úp về phía tên hải tặc. Khụ khụ. Tên hải tặc trẻ tuổi trợn to hai mắt, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, thân hình lão đảo nằm ở bong thuyền. Hắn chỉ là cường giả cấp 4, tự nhiên không phải là đối thủ của nguyệt thấm di cao cao cấp cơ thể tên hải tặc trẻ tuổi run rẩy hoảng sợ nhìn nguyệt thấm di nguyệt thấm di hơi nghiêng người tới trước bình tĩnh nói hiện tại ngươi có thời gian trả lời câu hỏi của ta chưa có thể có thể tên hải tặc trẻ tuổi run cầm cập nói đó là nơi nào nguyệt thấm di chỉ vào hòn đảo bên cạnh đó là thành huyền vũ Tên hải tặc trẻ tuổi cắn răng đáp lại một câu. Thành huyền vũ. Nguyệt thấm di cao mày, một cái tên xa lạ, trước giờ cô chưa từng nghe qua, cô bất động thanh sắc hỏi tiếp. Thành huyền vũ là nơi nào? Tên hải tặc trẻ tuổi vội vàng giải thích. Ta cũng không biết, ta chưa từng rời khỏi thuyền nửa bước, vẫn luôn ở đây canh gác. Nguyệt thấm di hiển nhiên không tin, lại hỏi. Vậy hải tặc các ngươi tới nơi này để làm gì? chủ nhân ở đây mời chúng ta đi lên tên hải tặc trẻ tuổi nhỏ giọng đáp nguyệt thấm di hơi nhướng mày hỏi cho nên ở đây không phải là căn cứ của hải tặc dĩ nhiên không phải rồi tên hải tặc trẻ tuổi run rẩy nói hắn nhắm mắt nói tiếp ngươi đừng đánh ta nơi này có quy định là không thể ẩu đả nếu không sẽ bị bắt thật sao hai mắt của nguyệt thấm di sáng lên tên hải tặc trẻ tuổi gật đầu lia lịa vội vã thúc giục đương nhiên cho nên tốt hơn hết là ngươi mau rời khỏi đây đi vậy à nguyệt thấm di nhìn về phía tường thành cao vút xoay người rời đi thuyền hải tặc cô trở lại thuyền của kiệt vũ phu và nói cho lão biết thông tin mình vừa hỏi được ngươi muốn đi lên đó kiệt vũ phu cao mày suy nghĩ về điều gì đó nguyệt thấm di kiên định nói ừ tình huống chính là như vậy nếu như ngươi lo lắng hải tặc thì có thể đi về trước năm ngày sau quay lại đón ta kiệt vũ phu nghiêm túc nói ta không sợ có tiểu thư nguyệt di ở đây những tên hải tặc kia sẽ không dám làm gì thuyền của ta lão có thể nhìn ra được người phụ nữ trước mặt không phải là người bình thường dựa vào cách ăn mặc và phụ kiện đeo bên hông đối phương chắc có liên quan tới vương thất đương nhiên rồi nguyệt thấm di khẽ hất hàm cô vẫn phải có chút tự tin này cập bờ đi Kiệt Vũ phu phất tay ra lệnh. Ào ào ào. Con thuyền lớn chậm rãi cập bờ và dừng lại bên cạnh hai con thuyền hải tặc. Mỏ neo được thả xuống, thuyền viên có kinh nghiệm phong phú nhảy xuống thuyền rồi buộc dây thừng tại bến cảng. Nguyệt Thấm Di và Kiệt Vũ phu xuống thuyền, chuẩn bị lên đảo để thăm dò hoàn cảnh nơi đây, quay đầu lại nói. Kiệt Vũ phu, ngươi có thể lưu lại trên thuyền, không cần phải đi mạo hiểm cùng ta. Không sao, vừa lúc ta đang tò mò ở trên đảo có cái gì. Kiệt vũ phu nhếch miệng cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra. Nguyệt thấm di cười một tiếng, tự dẻo nói. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Ha ha, ta cũng lo lắng cho Nguyệt di các hạ nữa. Kiệt vũ phu cười ha ha. Nguyệt thấm di nhướng một bên lông mày, chờ đợi câu nói kế tiếp của đối phương. Kiệt vũ phu cười khang nói. Khụ khụ, được rồi, ta lo lắng ngươi một đi không trở lại không có người thanh toán tiền thù lao cho ta nguyệt thấm di chỉ mới trả thù lao lúc đi thù lao quay về vẫn chưa thanh toán nếu như chỉ chạy một chiều vậy thì lão sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền ta sẽ không quên nguyệt thấm di lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế sau đó bước lên cầu thang đến gần huyền không cát kiệt vũ phu ngẩng đầu nhìn ba chữ to bên trên cứ điểm mắng thầm một câu huyền không cát một cái tên kỳ cục nguyệt thấm di quan sát toàn bộ cứ điểm luôn cảm thấy ở đây có chút kỳ quái thư ký đại nhân tại sao ngài lại ở chỗ này ngài vừa mới cắt tóc à một giọng nói kinh ngạc vang lên đại an ti sải bước đi tới đôi mắt màu xanh băng nhìn nguyệt thấm di từ trên xuống dưới sau đó lông mày chợt nhíu lại tán viêm đi theo sau nghiêm mặt nói đại tổng trưởng cô ta không phải là thư ký đại nhân mặc dù khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Ngươi là ai, tại sao lại dám giả mạo thư ký? Giọng điệu của Đại An Ti trở nên lạnh như băng, cô cảnh giác nhìn chầm chầm Nguyệt Thấm Di. Cộp cộp cộp. Hơn 10 tên thành phòng quân vọt ra rồi bao vây Nguyệt Thấm Di ở giữa, nỏ quân dụng và trường mâu trong tay nhắm thẳng vào cô. Nguyệt Thấm Di giấu hỏi đầy đầu, chuyện gì xảy ra, cô cảm thấy mình không thể giải thích được. Kiệt Vũ Phu ngạc nhiên nhìn về phía Nguyệt Thấm Di, lão cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho hỏi, có phải các ngươi nhận nhầm người không? Nguyệt Thấm Di lạnh lùng hỏi. Đại An Ti lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ma pháp của ngươi chắc có thể biến đổi khuôn mặt, ta nói đúng không? Khi cô tham gia đại hội báo cáo công tác, Mục Lương đã nói với tất cả các nhân viên cao tầng rằng đại lục mới có ma pháp sư và kỵ sĩ. Ma pháp sư rất giống với giác tỉnh giả, chỉ là năng lực phức tạp hơn giác tỉnh giả một ít. Các hạ hiểu lầm rồi, khuôn mặt của ta vốn dĩ chính là như vậy. Nguyệt Thấm Di kiên nhẫn giải thích, cô đến đây là để tìm công chúa Bạch Sương mà không phải để gây rắc rối. Hừ, không thể nào. Đại An Ti đang nghe truyện trên TV Audio CV lạnh lùng nói. Nghe người nói như vậy, chẳng lẽ ở đây còn có một người nhìn giống như ta sao? Nguyệt Thấm Di thử dò hỏi. Đúng là có một người nhìn giống như cô, đó chính là người em gái đang sống ở bên kia kênh Sương Mù. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Đại An Ti lạnh lùng cười một tiếng. Không phải. Nguyệt Thấm Di có chút mơ hồ, rốt cuộc thì chuyện này là thế nào? Đại An Ti vất tay ra lệnh. Tiến lên, bắt hai người kia lại. Chờ đã. Nguyệt Thấm Di vội vàng hô một tiếng, nguyên tố nước vần quanh thân thể, bày ra tư thế phòng ngự. Ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Đôi mắt xanh băng của Đại An Ti lóe hàng quang, Giám giả mạo thư ký đại nhân, lá gan đúng là rất lớn. Nguyệt Thấm Di nhất tay hỏi. Vị thư ký có dáng dấp giống như ta mà ngươi nói tới có phải tên là Nguyệt Thấm Lan không? Không phải ngươi nói là không quen biết sao? Đại An Ti cao mày, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nguyệt Thấm Di hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ. Ngươi đi gọi cô ấy đến đây, nói là chị gái của cô ấy tới. Trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn đây là đâu tại sao em gái cô lại ở chỗ này chị gái vừa nghe được hai chữ này đôi mắt của đại an ti lập tức trợn tròn đại an ti cười nhạo một tiếng ngươi đang nói đùa sao nguyệt thấm di hỏi với giọng điệu lạnh lùng ngươi biết bộ lạc nguyệt đàm chứ nghe được câu hỏi này đôi mắt xanh băng của đại an ti lập tức mở to cô nhớ nguyệt thấm lan đã từng nói cố hương của cô ấy chính là bộ lạc nguyệt đàm ngươi biết nó đúng không nguyệt thấm di nhìn thần sắc của người trước mắt và hỏi tiếp đại an ti đáp lại ta đã từng nghe nguyệt thấm lan nói về nó trong lòng nguyệt thấm di rung lên nhíu mày hỏi tại sao cô ấy lại không ở bộ lạc nguyệt đàm vì sao lại tới đây tình huống cụ thể thì ta không biết lúc này giọng điệu của đại an ti đã hòa hoãn hơn trước đây là đại lục mới người phụ nữ này biết bộ lạc nguyệt đàm diện mạo còn giống hệt nguyệt thấm lan như vậy rất có khả năng đối phương chính là người chị sinh đôi của thư ký đại nhân đại an ti và nguyệt thấm lan từng có dịp tâm sự với nhau nguyệt thấm lan nói rằng cô ấy có một người chị gái rất có thể là đang ở vương quốc hải đinh ở vùng đất mới hai hàng lông mày của nguyệt thấm di vẫn luôn nhíu lại suy nghĩ trong đầu đã bay xa đại an ti quay đầu dặn dò tán viêm ngươi đi liên lạc khu trung ương nói cho thành chủ đại nhân biết tình huống ở đây rõ vẻ kinh ngạc trong đôi mắt của tán viêm còn chưa tiêu tan hắn xoay người bước nhanh đến cứ điểm huyền không cắt nguyệt thấm di tò mò hỏi mục lương là ai hắn là thành chủ đại nhân của chúng ta đại an ti bình tĩnh nói nguyệt thấm di liếc nhìn kiệt vũ phu đứng bên cạnh muốn nói lại thôi đại an ti hiểu ý quay đầu lại rồi phân phó đưa vị các hạ này đến nghỉ ngơi ở phố buôn bán vâng Phụ tá của tán viêm cung kính gật đầu và cất bước đi tới Kiệt Vũ Phu. Kiệt Vũ Phu biến sắc, lão vội vàng nhìn về phía Nguyệt Thấm Di với ánh mắt xin giúp đỡ. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ngươi vẫn được tự do trong phố buôn bán. Đại An Ti nói một cách bình tĩnh. Phụ tá bổ sung một câu. Ngươi sẽ thích nơi đó, dù sao thì không có ai là không thích nơi đó. Đúng thế, không có người sẽ không thích phố buôn bán khóe môi của đại an ti dương lên đi thôi yên tâm không có việc gì đâu nguyệt thấm di trấn an một câu sắc mặt của kiệt vũ phu có chút khó coi nhưng lão biết mình trốn không thoát cho nên chỉ có thể đi theo phụ tá sau khi hai người kia đã đi xa nguyệt thấm di mới mở miệng hỏi các ngươi từ bên kia kênh sương mù tới đây à đúng thế đại an ti gật đầu nguyệt thấm di nhớ tới con gái vội vàng hỏi ngươi biết Nguyệt Phi Nhan sao? Biết. Lúc này, sắc mặt của Đại An Ti đã thả lỏng hơn nhiều. Cô ấy vẫn ổn chứ? Nguyệt Thấm Di khẩn trương hỏi. Đại An Ti cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn giải đáp. Rất tốt, ta thấy mỗi ngày cô ấy đều rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhịp tim của Nguyệt Thấm Di đập nhanh hơn, Cô vừa nóng lòng muốn gặp lại em gái và con gái vừa sợ sau khi gặp mặt thì hai bên sẽ có quá nhiều ngăn cách. Sắc mặt biến ảo của cô khiến cho Đại An Ti cảm thấy khó hiểu. Một bên khác, trong phòng liên lạc ở khu trung ương. Vệ ấu lan đang trực trong phòng liên lạc, lúc này, cô bé cầm một cuốn sách trên tay và cúi đầu đọc một cách say sưa. Cô bé đang đọc tài liệu giảng dạy mà Mục Lương vừa mới biên soạn, học tập thêm một chút kiến thức mới. Ông ông. Đột nhiên, một con trùng cộng hưởng nằm trên kệ thức dậy, đôi cánh của nó rung lên với tốc độ cao. Vệ ấu lan ngẩng đầu nhìn lên, bên dưới kệ đặt trùng cộng hưởng có treo một tấm bảng, huyền không cắt. Cô bé đưa tay đụng vào trùng cộng hưởng, cho phép tiến hành giao tiếp với trùng cộng hưởng tại huyền không cát. Giọng nói của tán viêm vang lên. Đây là huyền không cát, ta là tán viêm, ta có chuyện muốn báo cáo với thành chủ đại nhân. Ta là tiểu lan, ngươi nói đi, ta sẽ ghi chép lại vệ ấu lan cầm lấy một viên đá phát âm chuẩn bị ghi chép công việc mà tán viêm muốn báo cáo có hai người lạ mặt đến huyền không cát một người trong đó có dáng dấp giống hệt thư ký đại nhân cô ta nói mình là chị gái của ngài ấy tán viêm nhấn mạnh từng chữ một vệ ấu lan vừa nghe được một nửa thì hai mắt đã mở to trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc được rồi ta đã báo cáo xong nếu thành chủ đại nhân có hồi âm thì hy vọng có thể cho ta biết càng sớm càng tốt tán viêm cung kính nói ngươi đừng cắt liên lạc bây giờ ta lập tức đi thông báo cho đại nhân vệ ấu lan vội vàng ngăn lại đầu dây bên kia cô bé bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng liên lạc nhanh chóng chạy về phía thư phòng a à, đã xảy ra chuyện gì tại sao ngươi lại chạy nhanh như vậy tiểu mật đang lau nhà cảm thấy khó hiểu hỏi vệ ấu lan không rảnh để giải thích cô bé chạy đến trước cửa thư phòng hít thở sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh sau đó giơ tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Thành chủ đại nhân, huyền không các có tin tức truyền tới. Vào đi. Mục lương lên tiếng. Cốc két Vệ ấu lan đẩy cửa đi vào thư phòng, nhìn thấy Nguyệt Thấm Lan đang ngồi bên cạnh Mục lương, trên tay cô cầm cuốn sổ ghi chép, hiển nhiên hai người mới vừa đàm luận chuyện gì đó. Mục lương ngẩng đầu lên. Có chuyện gì, nói đi. Vệ ấu lan nhìn thoáng qua Nguyệt Thấm Lan, Cô bé hít một hơi thật sâu rồi kích động nói. Có tin tức từ huyền không cát, bọn họ nói rằng đã nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt đại nhân thấm lan, đối phương tự nhận mình là chị gái của ngài. Cái gì? Nguyệt thấm lan lập tức đứng bật dậy. Đó là những gì mà bọn họ nói. Vệ ấu lan nhỏ giọng đáp. Trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt thấm lan lộ vẻ luống cuốn, vô thức nhìn về phía một lương. Anh cũng kinh ngạc không kém, đứng lên rồi nói ta đi cùng ngươi đến huyền không cát. Chờ một chút, lỡ như không phải là chị của ta thì sao? Nguyệt Thấm Lan có chút khẩn trương, khí chất ưu nhã thường ngày đã tiêu tan rất nhiều. Mục Lương nắm tay Nguyệt Thấm Lan, ôn hòa nói. Chuyện này không quá có khả năng, chúng ta vừa đặt chân tới đại lục mới chưa được bao lâu, ai có thể giả mạo nàng ta chứ? Ngươi nói có lý. Đôi mắt màu xanh nước biển của Nguyệt Thấm Lan lấp lóe. Đi thôi. Mục Lương nhẹ nhàng kéo tay của cô gái ưu nhã. Nguyệt Thấm Lan đè nén sự kích động và bất an trong lòng, gật đầu nói. Được. Cô đi theo Mục Lương ra bên ngoài cung điện, nhịp tim chậm rãi tăng nhanh. Chờ đã, chúng ta có nên gọi Phi Nhan không? Nguyệt Thấm Lan chợt dừng bước hỏi. Mục Lương lắc đầu, bình tĩnh nói. Chuyện này hãy để chậm lại một chút, Phi Nhan chỉ biết ngươi có một người chị gái, nhưng lại không biết cô ta mới là mẹ của mình được rồi. Nguyệt Thấm Lan chậm rãi gật đầu. Mục Lương tiếp tục nói. Hơn nữa, có nên nói việc này cho Phi Nhan biết hay không thì cần hai chị em các ngươi bàn bạc với nhau. Nguyệt Thấm Lan cười khổ nói. Cái này thật ra cũng không có gì quá khác nhau, Phi Nhan là do chị của ta nhặt về, không phải là con ruột. Nguyệt Thấm Di là chị gái song sinh với cô, bọn họ tự nhiên là bằng tuổi nhau, đều là 27, 28 tuổi, như vậy làm sao có thể sinh ra Nguyệt Phi Nhan 16, 17 tuổi chứ? Nguyệt Thấm Di mang Nguyệt Phi Nhan về bộ lạc khi Phi Nhan vẫn còn là một đứa bé, sau khi nuôi dưỡng được một thời gian thì cô ấy giao Phi Nhan cho Nguyệt Thấm Lan chăm sóc, bản thân thì đi tìm kiếm nguyên nhân khiến đại lục biến dị, có thể nói là một đi không trở lại. Tin tức này còn khó có thể tiếp nhận hơn tin ngươi không phải là mẹ của cô ấy nữa. Mục Lương cười khổ một tiếng. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói. Phi Nhan rất thông minh, cho dù ta không nói thì có lẽ con bé cũng đã đoán được cái gì rồi. Ngươi nói đúng. Mục Lương miễn cười gật đầu. Bình thường nhìn Nguyệt Phi Nhan rất thích chơi bời, có chút tính tình của đại tiểu thư, còn có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng lại không thể phủ nhận là cô ấy rất thông minh. Đi thôi, chúng ta đi gặp chị của ngươi trước. Một lương vương tay ôm eo của Nguyệt Thấm Lan rồi bay lên không trung. Anh thi triển chạy nhanh gấp 8 lần phi thẳng về phía ngoại thành hy vọng đó là chị ấy. Nguyệt Thấm Lan nhỏ giọng cầu nguyện một câu. Đại An Ti nhìn Nguyệt Thấm Di, nhàn nhạt nói. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi lên Sơn Hải Quan chờ hồi âm. Được. Nguyệt Thấm Di đi theo Đại An Ti, tầm nhìn của cô dần mở rộng, thấy được cứ điểm Sơn Hải Quan lớn hơn. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào ba chữ Sơn Hải Quan to tướng. Dường như có thể cảm nhận được gió tanh mưa máu đập vào mặt Nguyệt Thấm Di rùng mình một cái trước mắt bịt kín một màn máu, cô thấy được từng ảo ảnh hư quỷ quen thuộc. Ngươi làm sao vậy? Đại An Ti đưa tay vỗ xuống bả vai của Nguyệt Thấm Di. Cơ thể của Nguyệt Thấm Di rung lên, cô lấy lại tinh thần nhưng vẻ kinh hãi trong mắt vẫn chưa tiêu tan. Ta nhìn thấy hư quỷ, rất nhiều, rất nhiều hư quỷ. Cô ngạc nhiên thốt lên. Đại An Ti bừng tỉnh, giải thích. Ngươi đừng nhìn chầm chầm vào sơn hải quan, rất dễ bị ảnh hưởng bởi khí tức huyết sát trong lúc diễn ra thủy triều hư quỷ, có quá nhiều hư quỷ đã chết ở sơn hải quan và lưu lại mùi máu tươi nồng nặc. Nếu như nhìn chầm chầm vào vết tích trên sơn hải quan quá lâu mà không có phòng bị thì sẽ rất dễ dàng xuất hiện ảo giác, từ đó nhìn thấy hình ảnh lúc thủy triều hư quỷ kéo đến. Mục lương cũng phát hiện ra tình huống này, nhưng anh không có tiêu trừ mùi máu trên cứ điểm và tường thành, đây là vết tích cho việc sơn hải quan đã chống lại thủy triều hư quỷ, anh muốn để cho thế nhân ghi nhớ. Vẻ kinh hãi trong mắt của Nguyệt Thấm Di chậm rãi rút đi, cô nghi ngờ hỏi. Khí tức huyết sát là cái gì? Khí tức huyết sát chính là một lượng sát khí lớn mà lũ hư quỷ lưu lại sau khi chết. Đại An Ti thuận miệng giải thích một câu. Thì ra là như thế. Nguyệt Thấm Di chậm rãi gật đầu, rồi chợt nghĩ đến cái gì, nhíu mày phản bác. Không đúng. Thành huyền vũ ở đây, làm sao lại có nhiều hư quỷ chết ở chỗ này chứ, bên này không có hư quỷ mà đại lục mới không có hư quỷ, trăng máu buông xuống chỉ làm cho ma thú trở nên cuồng bạo, không tồn tại hư quỷ, như thế nào có thể lưu lại mùi máu ở đây. Đại An Ti nhìn về phía Nguyệt Thấm Di với ánh mắt cổ quái, sau đó nói với giọng điệu bình tĩnh. Bởi vì sau khi thủy triều hư quỷ đi qua thì thành huyền vũ mới xuyên qua kênh sương mù tới nơi này. Ngươi nói vậy là sao? Nguyệt Thấm Di giấu hỏi đầy đầu, cô hiểu từng chữ mà Đại An Ti nói, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì lại làm cho cô cảm thấy hoang đường vù 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 đại an ti vừa định giải thích thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió cô ngẩng đầu nhìn lên một lương ôm eo nguyệt thấm lan từ trên trời giáng xuống ánh mặt trời đánh vào trên người cả hai khiến cho đại an ti nhìn đến thất thần nguyệt thấm di nhìn về phía phát ra âm thanh sau đó thấy được khuôn mặt của nguyệt thấm lan nhất thời cũng trở nên ngây ngốc thành chủ đại nhân các thành phòng quân bên trên sơn hải quan vội vàng cung kính hành quân lễ thành chủ đại nhân đại an ti lấy lại tinh thần rồi giơ tay chào ừ mục lương gật đầu nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh đại an ti nguyệt thấm lan kinh ngạc nhìn chằm chằm nguyệt thấm di gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia khiến cô có chút luống cúng mục lương cũng đang dò xét nguyệt thấm di đối phương có khuôn mặt giống y như đúc nguyệt thấm lan nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt nếu như nguyệt thấm lan là đoan trang thanh tao và lịch sự vậy thì nguyệt thấm di chính là thanh lãnh và cao quý hai người cho người ta cảm giác về khí chất hoàn toàn khác nhau chị nguyệt thấm lan rung giọng mở miệng cô chỉ vừa mới nhìn thoáng qua thì đã xác định người trước mắt này chính là chị gái của mình mặc dù hai chị em tách ra nhiều năm nhưng cảm giác quen thuộc trong huyết mạch vẫn còn tồn tại nhiều năm không gặp ngươi vẫn không cao bằng ta nguyệt thấm di nhoẻn miệng cười nhưng hai mắt lại ửng đỏ trong lòng cô rất kích động tâm trạng vui sướng lộ rõ trên mặt nguyệt thấm lan không kìm được nước mắt lăn dài trên má nhưng trên mặt lại hiện lên ý cười đúng vậy ta vẫn chưa đuổi kịp ngươi hai người có bề ngoài giống hệt nhau trước giờ chỉ có thể phân biệt bằng chiều cao nhưng người thua cuộc luôn là em gái nhưng bây giờ cũng đã không thấp rồi nguyệt thấm di vui đến phát khóc cô không thể khống chế được cảm xúc của mình nước mắt rơi xuống lã chả. Chị, ta rất nhớ ngươi. Nguyệt Thấm Lan vươn tay ôm Nguyệt Thấm Di vào lòng, hai tay siết chặt. Nguyệt Thấm Di cũng vươn tay ôm lại em gái, trung giọng nói. Ta cũng rất nhớ ngươi. Cô cảm nhận được tiếng tim đập của em gái, giống như tiếng trống đang nhảy nhót. Nguyệt Thấm Di có chút kinh ngạc, cô có thể cảm nhận được em gái đã mạnh lên rất nhiều, thực lực đã tương đương với mình, đều là cấp 8. Nguyệt Thấm Lan vương tay nhéo eo của chị gái, giận trách. Hừ, nếu nhớ ta thì tại sao không trở về thăm hả? Chuyện này nói thì rất dài dòng, mấy năm nay ta đã gặp phải rất nhiều chuyện, vẫn luôn thoát thân không ra. Nguyệt Thấm Di cười khổ trả lời. Nguyệt Thấm Lan nghiến răng nói. Ngươi thì hay rồi, đếm bộ lạc Nguyệt đàm cho ta, còn mình thì chạy mất không thấy đâu. Nguyệt Thấm Di ấy này đáp. Xin lỗi, nhưng trở thành Nguyệt Chủ chắc rất sản khoái, không ai có thể quản ngươi. A, à, sản khoái. Nguyệt Thấm Lan nở nụ cười lạnh lùng, tức giận nói: những tên trưởng lão kia ngoan cố cực kỳ, bọn hắn ngán chân ta không ít lần đâu. Ta có thể đoán được. Nguyệt Thấm Di chậm rãi gật đầu. Nghe hai chị em nói chuyện phím, Đại An Ti Há to miệng cảm thán một câu: cô ấy thật sự là chị gái của Nguyệt Thấm Lan. Sau đó cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm nhìn giống nhưng cũng không giống. Bề ngoài giống nhau, khí chất lại khác nhau. Mục lương gật đầu nói. Đại An Ti thở dài nói. Ta còn tưởng rằng cô ấy cố ý giả mạo thành thư ký đại nhân, sử dụng năng lực giống như bách biến ma nữ, không ngờ cô ấy thật sự là chị gái của chị Thấm Lan. Cảnh giác một chút vẫn tốt hơn. Mục lương bình tĩnh nói. Vâng. Đại An Ti thở vào nhẹ nhõm một hơi. Mục lương bình thản nói các ngươi đừng ở chỗ này hàng huyên nữa, chúng ta trở lại cung điện thôi. Nguyệt Thấm Lan gật đầu lia lịa, vui vẻ nói. Đúng vậy, chúng ta trở về rồi lại trò chuyện tiếp. Nguyệt Thấm Di đánh giá một lương, cô nhớ đối phương ôm em gái xuất hiện, quan hệ của hai người này là thế nào? Nguyệt Thấm Lan phát giác ánh mắt dò xét của chị gái, vội vàng giải thích. Chị, đây là một lương, hắn là thành chủ thành huyền vũ. Xin chào. Mục lương vương tay ra xin chào em rể nguyệt thấm di nhìn bàn tay trước mặt mình sau đó học theo vương tay nắm lấy tay của đối phương cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay lẫn nhau ánh mắt của cô hơi rung động thật là một bàn tay ấm áp em rể một lương hơi nhướng mày khóe miệng xuất hiện chút ý cười gương mặt xinh đẹp của nguyệt thấm lan lập tức đỏ lên giận trách chị ngươi gọi lung tung cái gì vậy a à, không phải sao nguyệt thấm di mờ mịt chớp chớp đôi mắt màu xanh nước biển chúng ta vẫn chưa kết hôn mục lương giải thích thay cô gái ưu nhã ừ ừ vậy thì đó là chuyện sớm hay muộn nguyệt thấm di gật đầu nói dưới cái nhìn của cô nguyệt thấm lan nguyện ý để người đàn ông này ôm eo chứng minh là thích hắn nếu không với sự hiểu biết của cô về tính cách của em gái thì tay của mục lương đã bị bẻ gãy từ lâu rồi chị gương mặt của nguyệt thấm lan đỏ bừng cô lường một lương một cái thấy hắn vẫn còn treo nụ cười ôn hòa trên mặt cô không khỏi nhớ tới lời mà hắn vừa nói bây giờ chưa kết hôn vậy sau này hắn sẽ kết hôn với cô sao nguyệt thấm di cười một tiếng đáp ứng được rồi được rồi ta không nói nữa cô tiếp tục quan sát một lương càng xem càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu người này thực lực tính cách và những phương diện khác tất cả đều như bị bịt kín bởi một màn sương mù rất thần bí đi thôi. Một lương vung tay lên, trọng lực gia trì trên người Nguyệt Thấm Lan và Nguyệt Thấm Di, sau đó ba người bay lên không trung. a à, Nguyệt Thấm Di kinh ngạc khẽ thốt lên, nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng khống chế tư thế của mình, vì vậy mới tránh được việc phi hành với tư thế trồng cây chuối. Nguyệt Thấm Di kinh ngạc nhìn về phía một lương, hỏi. Đây là năng lực thức tỉnh gì vậy? Khống chế trọng lực. Một lương thuận miệng giải thích một câu đây là lần đầu tiên ta nghe nói có loại năng lực thức tỉnh như vậy đấy. Nguyệt Thấm Di trầm ngâm suy nghĩ. Nguyệt Thấm Lan há miệng nhưng cuối cùng vẫn không có giải thích cho chị gái về năng lực thức tỉnh của Mục Lương, sau này cô ấy sẽ biết. Mục Lương mỉm cười, mang theo hai chị em bay qua tường thành cao vút, xuyên qua sương mù mộng ảo, tiến vào phố buôn bán rồi bay về phía nội thành. Vù vù vù. Gió thổi lồng lồng, sự chú ý của Nguyệt Thấm Di rơi xuống phía dưới, sau khi nhìn thấy ngoại thành rộng lớn thì cô không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thành huyền vũ thật to lớn. Ngắm nhìn thành huyền vũ từ dưới biển khác hoàn toàn với việc nhìn từ trên không trung, chỉ khi nào thấy được toàn cảnh thì mới có thể hiểu thành huyền vũ đồ sộ đến mức nào. Mục lương cố ý giảm tốc độ để cho Nguyệt Thấm Di có thể thấy rõ thành huyền vũ hơn. Thật nhiều cây xanh. Nguyệt Thấm Di nhìn ngắm xung quanh, màu xanh lá cây chiếm hơn 8 phần tầm nhìn của cô cô đã nhìn thấy rất nhiều cây xanh ở đại lục mới vì vậy lúc này không có quá nhiều kinh ngạc đương nhiên điều này là cho đến khi cô nhìn thấy trà thụ sinh mệnh nguyệt thấm di ngước mắt nhìn lên tán cây cực lớn xông vào mắt không chút báo trước và nhanh chóng tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của cô cái cây này lớn quá cô sửng sốt và kinh ngạc thốt lên nguyệt thấm lan cười giới thiệu đây là trà thụ sinh mệnh thánh thụ của thành huyền vũ chúng ta trà thụ sinh mệnh thánh thụ nguyệt thấm di lẩm bẩm tự nói sự rung động trên mặt không hề sụt giảm chút nào trà thụ sinh mệnh là cây xanh lớn nhất mà nàng nhìn thấy từ trước đến nay không loài cây nào có thể sánh bằng nên cảm thán không thôi nó quá lớn đối với nguyệt thấm di mà nói sự chấn động mà trà thụ sinh mệnh mang tới cũng không thua kém gì khi mà nàng phát hiện đại lục mới sau này chắc có thể lớn hơn nữa nguyệt thấm lan nói rồi nhìn về phía mục lương đương nhiên rồi anh tự tin nở nụ cười. Chỉ cần có điểm tiến hóa thì trà thụ sinh mệnh có thể tiến hóa đến cấp 12, đến lúc đó tự nhiên sẽ gia tăng kích thước, nhưng trước đó hắn phải hoàn thành tiến hóa rùa đen. Thật quái lạ, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe nói về thành huyền vũ chứ? Nguyệt Thấm Di nghi ngờ hỏi. Nguyệt Thấm Lan giải thích. Chuyện này rất bình thường, thành huyền vũ chỉ vừa mới thành lập và phát triển gần một năm nay thôi, lúc đó ngươi đã sớm rời đi bên kia để tới đây rồi. Nguyệt Di ngẩn người, vội giơ tay lên, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nói. Chờ một chút, ý của ta là ta chưa từng nghe nói về Thành Huyền Vũ ở chỗ này. Thành Huyền Vũ chỉ vừa đến đại lục mới vào hôm qua, trước đó ngươi không nghe nói tới cũng là chuyện dễ hiểu. Nguyệt Thấm Lan nói với vẻ mặt đương nhiên. Nguyệt Thấm Di im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó khóe mắt nhảy lên, Hồ Nghi nói. Ngươi đừng nói với ta là Thành Huyền Vũ có thể di động đấy. Ngươi đoán đúng rồi. Nguyệt Thấm Lan cười tươi như hoa, nhìn thần sắc khiếp sợ và không tin được trên mặt chị gái, trong lòng cô rất là vui vẻ. Chuyện cười này không buồn cười chút nào đâu. Nguyệt Thấm Di co giật khóe miệng. Mục Lương, ngươi giải thích một chút được không? Nguyệt Thấm Lan nhìn về phía Mục Lương. Khóe môi của Mục Lương dương lên, bình tĩnh nói. Tiểu huyền vũ, ngẩng đầu lên đi. Hống hống hống. Rùa đen nhận được chỉ thị nên tỉnh dậy cái đầu khổng lồ nhô cao khỏi mặt nước. Nguyệt Thấm Di nghe tiếng nhìn lại, sau đó rùa đen lại mang đến xung kích mới cho tinh thần của cô. Cơ thể nàng lão đảo một cái, kinh ngạc nói. Thành huyền vũ được xây ở trên lưng hung thú biển sao? Nguyệt Thấm Lan cải chính. Tiểu huyền vũ là mang thú hoang cổ, không phải hung thú biển. Đôi môi hồng của Nguyệt Thấm Di khẽ nhất, sự ngạc nhiên không hề giảm bớt chút nào. Cứ tưởng tượng mà xem, một ai đó nói với ngươi rằng có một tòa thành lớn vượt biển mà đến thử hỏi ngươi có tin hay không chúng ta trở về trước đi ngồi xuống rồi chậm rãi trò chuyện mục lương nói với giọng rõ ràng được nguyệt thấm lan ưu nhã gật đầu mục lương tăng tốc độ mang theo hai cô gái bay về phía nội thành rồi tiến vào khu vực trung ương lúc này nguyệt thấm di mới lấy lại tinh thần đồng thời cô lại nghĩ tới một vấn đề khác nếu cây xanh trong thành huyền vũ không phải đến từ đại lục mới vậy cố hương đã có thể trồng sống cây xanh trên diện rộng rồi sao cô đè nén vô số nghi ngờ xuống đáy lòng bắt đầu dò xét cung điện trước mắt và trà thụ sinh mệnh to lớn tựa như một ngọn núi ở phía sau cộp 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 vệ ấu lan và các tiểu hầu gái bước nhanh ra bên ngoài ngoan ngoãn hành lễ thành chủ đại nhân hoan nghênh về nhà các tiểu hầu gái tò mò đánh giá nguyệt thấm di ai nấy đều không thể giấu được sự kinh ngạc trong mắt mình, sự giống nhau của hai chị em khiến các cô bé vô cùng tò mò. Mục Lương gật đầu nói. Ừ, chuẩn bị trà và một chút điểm tâm đưa đến phòng tiếp khách. Vâng. Vệ ấu lan và tiểu tử ngoan ngoãn lên tiếng. Nguyệt thấm di bị em gái kéo vào cung điện, cả hai có quá nhiều điều muốn nói với nhau. Hồ Tiên bước ra thiên điện, đúng lúc bắt gặp Nguyệt thấm lan và chị gái đi vào phòng tiếp khách tám chiếc đuôi hồ ly của nàng lập tức xỏa tung kinh ngạc nhìn về phía một lương ta mới vừa bị hoa mắt sao không đâu đó là chị gái của thấm lan một lương bật cười rồi giải thích cô gái đuôi hồ ly ngây ngốc trông rất đáng yêu khiến hắn muốn vươn tay véo má một cái đôi mắt đỏ rực của hồ tiên sáng lên vui vẻ hỏi tìm được chị gái của cô ấy rồi sao ừ giao hàng đến tận nhà một lương nói nửa đùa nửa thật anh còn chưa đi đến Vương quốc Hải Đinh thì Nguyệt Thấm Di đã xuất hiện tại thành huyền vũ, nói là giao hàng đến tận nhà cũng không có gì sai. Hồ Tiên trợn mắt một cách kiều mị, lộ ra vẻ phong tình vạn chủng. Ta đi xem một chút. Cô nói xong rồi nhanh chóng chuyển hướng đến phòng tiếp khách. Một lương giữ chặt đuôi của Hồ Tiên, nhẹ nhàng nói. Đừng nóng vội, để thời gian cho hai cô ấy ở chung một chỗ đi. Phần đuôi bị nắm truyền đến cảm giác tê dại, cơ thể hồ tiên như nhũng ra. Cô xoay người lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của một lương rồi tức giận trừng anh một cái. cụ cụ ta không cẩn thận nắm nhầm. Một lương ho nhẹ hai tiếng. Hừ. Hồ tiên hiển nhiên không tin, hừ dỗi một tiếng rồi xoay người rời đi. Cô phải trở về phố buôn bán, những tên hải tặc kia còn chưa rời đi, hôm nay cô phải hoàn thành vài khoản lớn giao dịch. Ngày hôm qua đám hải tặc đi theo hồ tiên tiến vào Trân Bảo Lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, ai nấy đều nhìn trúng rất nhiều thứ và cũng thành công bị móc trổng tinh thạch ma thú. Một lương nhún vai, xoay người trở về thư phòng. Trong phòng tiếp khách, Nguyệt Thấm Lan và Nguyệt Thấm Di ngồi cạnh nhau, trước mặt bày đủ loại đồ ăn vặt và hoa quả, còn có một bình trà tinh thần cấp 10 nóng hổi đang bốc khói. Chị, ngươi ăn lót dạ một chút đi. Nguyệt Thấm Lan đưa tay ra hiệu. Đây là loại trái cây gì vậy? sự chú ý của nguyệt thấm di rơi vào đĩa đựng trái vải nguyệt thấm lan giới thiệu nói đây là quả vải loại trái cây đặc sản chỉ có ở thành huyền vũ cây vải trồng ở thành huyền vũ đã được trà thụ sinh mệnh cải tạo không nói ngoa khi nói rằng nó là đặc sản độc nhất vô nhị nguyệt thấm di cảm thấy hứng thú cầm một quả lên rồi lột bỏ xác ngoài quả vải vừa vào miệng vị ngọt độc đáo lập tức lan tỏa lấy lòng đầu lưỡi ăn ngon thật nguyệt thấm di tán thưởng nói độ ngon của quả vải còn hơn hẳn các loại trái cây do hoàng cung đặc biệt cung cấp ngươi nếm thử bánh ngọt và trà tinh thần đi hương vị cũng rất tốt nguyệt thấm lan cực lực đề cử được nguyệt thấm di nhấm nháp từng món bánh ngọt đôi mắt xanh nước biển càng ngày càng sáng nàng vừa ăn vừa liên tục thốt lên ăn ngon cái này cũng ngon cái này còn ngon hơn mười phút sau những chiếc đĩa trước mặt đã vơi hơn phân nửa lúc này Nguyệt Thấm Di cũng đã lửng dạ. Cô nhấp một ngụm trà tinh thần, ngay lập tức, tinh thần trở nên phấn chấn, ý thức tỉnh táo chưa từng có, tinh thần lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Trà tinh thần này là đồ tốt. Nguyệt Thấm Di lại kinh ngạc thốt lên lần nữa. Cô đã quên mất mình đã thốt ra bao nhiêu câu cảm thán trong ngày hôm nay rồi, chỉ biết rằng từ khi nàng bước lên huyền không cắt thì tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái phấn khích. Nguyệt Thấm Lan rót trà đầy ly cho chị gái một lần nữa, sau đó dịu dàng thúc giục chị ngươi mau nói cho ta biết ngươi đã ở đâu suốt những năm qua chờ một chút ta uống thêm vài ly trà đã nguyệt thấm di giơ tay ra hiệu đừng có gấp rồi nâng ly trà lên tinh tế nhấm nháp trà tinh thần đôi mắt đẹp của cô khẽ nheo lại cảm nhận được sự thư giãn do trà tinh thần mang tới thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng nguyệt thấm lan bất đắc dĩ đành phải lặng lẽ tiếp tục rót trà cho chị gái mãi đến khi uống hết cả một ấm trà thì nguyệt thấm di mới thỏa mãn đặt ly xuống tiểu lan đi đổi bình trà mới nguyệt thấm lan ưu nhã nói vâng vệ ấu lan cầm lấy ấm trà chuẩn bị rời đi nguyệt thấm di vội vàng nói thêm chút nước nóng còn có thể pha được vài lần nữa thay trà mới quá lãng phí không sao đâu chúng ta đều uống mỗi ngày trà tinh thần vẫn còn rất nhiều vệ ấu lan ngoan ngoãn nói Nguyệt Thấm Di ngơ ngác nhìn về phía em gái, ngạc nhiên hỏi. Đồ tốt như vậy mà các ngươi có thể uống mỗi ngày sao? Ừ, mỗi ngày đều uống. Trong mắt của Nguyệt Thấm Lan thoáng qua ý cười, đảo mắt một vòng, ưu nhã nói. Một ấm trà tinh thần vừa rồi có giá bán là 200.000 đồng huyền vũ một cân ở Trân Bảo Lâu. Lúc trước ở hội đấu giá, giá khởi điểm của trà tinh thần cấp 19 là 200.000 đồng huyền vũ. Một cân có giá 200.000 đồng huyền vũ. Nguyệt Thấm Di mờ mịt chớp chớp đôi mắt màu xanh nước biển, không hiểu giá trị của đồng huyền vũ. 200.000 đồng huyền vũ vào lúc đó tương đương với 200 vạn khối tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng. Nguyệt Thấm Lan giải thích. Cái gì? Nguyệt Thấm Di vừa nghe được con số này lập tức ngồi không yên, cổ họng có chút chát. Cô mới vừa uống hết một thứ có giá trị 200 vạn khối tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.